Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 105. Ông, một tiếng kiếm minh bén nhọn chói tai vang lên, theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí tuyết trắng thoáng hiện, sau đó như lôi điện chém về phía Thiên Hà Thành. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian bị mổ ra, cùng lúc đó, không gian từng khúc sụp đổ, khe hở không gian lan tràn về phía Thiên Hà Thành. Thời điểm tiếng kiếm minh vang lên, toàn bộ Thiên Hà Thành kinh hãi gần chết, mà những người ở trên tường thành nhìn đến đạo kiếm khí kia của Dương Diệp, trực tiếp sợ đến hồn bất phụ thể. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp, đạo kiếm khí kia trực tiếp chui vào Thiên Hà Thành, ngay sau đó, Thiên Hà Thành bị kiếm khí một phân thành hai. Oanh! Xa xa, truyền đến một tiếng nổ lớn, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Không có cơ hội trốn, thậm chí rất nhiều người không có kịp phản ứng. Kiếm khí xuất hiện quá đột ngột, cũng quá nhanh, ngay cả trận pháp phòng ngự của Thiên Hà Thành cũng không có thời gian mở ra, kiếm khí liền trực tiếp chém Thiên Hà Thành thành hai nửa. Nhìn Thiên Hà Thành, Dương Diệp mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, sở dĩ hắn cao điệu như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại áp lực của đế nữ khẳng định rất lớn, hắn muốn dùng hành động đến nói cho thế nhân, cũng là nói cho đế nữ, nàng không phải một người đang chiến đấu. Cho nên cao điệu, hắn nhất định phải tận lực cao điệu, hắn càng cao điệu, áp lực của đế nữ lại càng nhẹ, bởi vì bất kể là Thiên Hà tinh vực, hay Thiên Ma tinh vực, nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực đi đối phó hắn. Là ai? Đúng lúc này, Thiên Hà tinh vực đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, mười mấy đạo khí tức cường đại từ trong Thiên Hà thành phóng lên trời, lao đến vị trí của Dương Diệp. Đều là bán thần. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Rất nhanh, 13 lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão giả cầm đầu tóc bạc nhìn thấy Dương Diệp, lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới người đánh lén Thiên Hà thành còn trẻ như vậy. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn dữ tợn lên. Người đến tột cùng là ai, vì sao đánh lén liên minh thủ hộ giả, ta? Ông! Một tiếng kiếm minh đột nhiên cắt đứt lão giả nói, sau đó một đạo kiếm khí thoáng hiện, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa chạm qua. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, đồng tử của lão giả bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Bởi vì hắn cách Dương Diệp quá thân cận, tăng thêm Dương Diệp không nói hai lời rút kiếm chém người. Bởi vậy hắn một chút phòng bị cũng không có, chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí kia chém ở trên người mình. Xuy, kiếm khí lóe lên, thân thể lão già tóc bạc hóa thành hư vô, mà kiếm khí bạo phát ra dư uy cường đại, trực tiếp chấn những lão giả ở bên cạnh kia đến ngoài ngàn trượng. Tất cả lão giả hoảng hốt, nhưng Dương Diệp lại không có bất kỳ nói nhảm, lần nữa rút kiếm chém. Kiếm ra, kiếm khí lóe lên, trong thời gian ngắn, trong tràng lại một lão giả hóa thành hư vô. Dương Diệp không dừng tay, kiếm lần nữa vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút, kiếm xuất, xa xa lại một lão giả trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong thời gian ngắn, trong tràng đã bị Dương Diệp chém giết 3 vị bán thần, còn lại 10 lão giả ngây người. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp lại đâm vào cổ sao, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm 10 lão giả hoảng hốt, giờ khắc này, còn lại 9 lão giả không chút do dự, quay người thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Không có chiến. Vì cái gì? Bởi vì lúc này bọn hắn đã bị dọa phá mật. Bán thần A, bị giết đều là bán thần. Nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Dương Diệp liền trực tiếp chém giết 4 gã bán thần. Không thể địch. Đây là ý niệm trong đầu của 9 vị bán thần lúc này. Kỳ thật lúc này 9 người đã hoàn toàn bị sợ bể mật. Cái này cũng không trách bọn hắn. Với tư cách bán thần, bất kể là tâm tính hay đảm lượng, khẳng định đều là có. Vấn đề là Dương Diệp quá kinh khủng, vừa lên không nói hai lời, trực tiếp chém dụng 3 tên bán thần. Là thuấn sát 3 vị bán thần, không phải từng bước đánh, 3 kiếm giải quyết 3 vị bán thần, 3 vị bán thần kia đoán chừng đến chết cũng không rõ ràng mình là chết như thế nào. Kỳ thật trong lòng bọn họ, Dương Diệp nhất định là một vị cường giả thần giả cảnh. Chỉ có cường giả thần giả cảnh, mới có thể giết bán thần giống như giết gà. Chứng kiến 10 người quay người đào tẩu. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, không có truy, mà quay người biến mất ngay tại chỗ. 4 kiếm. Vừa rồi hắn tổng cộng rút 4 kiếm, huyền khí trong cơ thể cùng huyền khí trong bổ thiên thạch đã toàn bộ tiêu hao sạch. Nếu như 10 người còn lại liều lĩnh tới giết hắn, hắn chỉ có vận dụng tinh thần hộ thể thuật. Hơn nữa dù vận dụng tinh thần hộ thể thuật, tình cảnh của hắn cũng sẽ rất xấu,
bởi vì tinh thần chi lực cũng chỉ có thể chèo chống hắn thi triển thêm 3 kiếm mà thôi, mà đối phương có 10 người. Đáng tiếc chính là, đối phương không dám chiến. Kỳ thật, trước kia Dương Diệp không nói hai lời liền trực tiếp chém liên tục 3 người, mục đích đúng là cái này. Hắn vừa lên liền chạm 3 người, chính là muốn cho những người này một loại ảo giác, đó chính là hắn vô địch, không thể chiến thắng. Hắn thành công rồi, hắn chém liên tục 3 người, khiến tâm lý phòng ngự đám người kia triệt để sụp đổ, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Kể từ đó, hắn có cơ hội thở dốc. Sau khi ly khai, Dương Diệp cũng không có đào tẩu, mà ở dưới kiếm vực ẩn nấp đi vào Thiên Hà Thành. Đương nhiên lúc này hắn đã thay đổi trang phục khác, nguyên bản thanh sam đổi thành áo bào trắng, kiếm trong tay cũng đổi thành quạt xếp, thoạt nhìn giống như một công tử phú gia. Lúc này, Thiên Hà Thành một mảnh kêu rên, vô số người sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì lúc này tất cả mọi người cho rằng là có cường giả thần giả cảnh đến đánh lén Thiên Hà Thành. Dương Diệp cũng không có để ý những người này, mà tiến nhập một lầu các tàn phá. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp, sau khi tiến vào tháp, Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ 3, sau đó hắn lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Công hiệu ở tầng thứ 3 thật là nghịch thiên đến cực điểm, ví dụ như hắn muốn khôi phục thân thế, hơn nữa bổ sung huyền khí trong cơ thể cùng với huyền khí trong bổ thiên thạch mà nói, ít nhất cần 2-3 ngày. Ở tầng thứ 3 cũng cần 2-3 ngày, nhưng phải biết, 2-3 ngày ở tầng thứ 3 là tương đương với ở bên ngoài 1-2 canh giờ mà thôi. Tầng thứ 3 này, bất kể là dùng để tu luyện, hay dùng làm cái khác, đều là cực kỳ khủng bố. Kỳ thật Dương Diệp có chút chờ mong tầng thứ 4, Hồng Mông Tháp này, mỗi một tầng đều cho hắn kinh hỉ rất lớn, tầng thứ 4 lại sẽ có cái gì? Hơn nữa hắn không quên Lục Đinh Thần Hỏa nói, mở ra tầng thứ 4 đi tìm nó. Đối phương khẳng định không phải muốn hắn đi tìm đối phương nói chuyện phiếm, nói không chừng chờ hắn mở ra tầng thứ 4, đối phương sẽ thần phục, trở thành thần hỏa hộ thể của hắn. Nếu như Lục Đinh Thần Hỏa nguyện ý thần phục hắn mà nói, ngẫm lại cũng làm người kích động. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu hấp thu tiên tinh thạch. Thời gian từng điểm đi qua, 2 ngày sau, Dương Diệp mở mắt. Lúc này trạng thái cùng huyền khí của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, lúc này Hiểu Vũ Tịch cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp mỉm cười, đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, ôm vòng eo của nàng. Nhẹ khẽ hôn cặp môi đỏ mọng của Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Đừng lo lắng, nếu ta muốn trốn, cường giả thần giả cảnh cũng không làm gì được ta. Cẩn thận, Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Thiên Hà Thành. Lúc này, Thiên Hà Thành vẫn cực kỳ lộn xộn. Kỳ thật cái lộn xộn này cũng không phải toàn bộ vì Dương Diệp, bởi vì lúc này trong thành rất nhiều người đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau khi Thiên Hà Thành bị Dương Diệp một kiếm chém thành hai nửa, Thiên Hà Thành bắt đầu không có trật tự, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, mà lúc này, có ít người bắt đầu động tâm tư không chính đáng, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vậy trong thành khắp nơi đều diễn ra sự tình sát nhân đoạt bảo. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn đưa tay về phía trước, ngay sau đó, một nam tử bị hắn chảo trong tay. Nam tử kia kinh hãi, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói. Cường giả liên minh ở nơi nào? Hắn không thể dùng thần thức quét, bởi vì dùng thần thức quét, đối phương sẽ phát giác được, hắn muốn chính là xuất kỳ bất ý. Tại phủ thành chủ. Nam tử hiển nhiên bị Dương Diệp hù sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Hướng nào? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử run rẩy chỉ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ buông tay, thân hình khẽ động biến mất. Tại chỗ, nam tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, cái thành này, không phải là người hắn bổ chứ. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, dùng tốc độ cực nhanh đi tới phủ thành chủ, đương nhiên, hắn không phải quang minh chính đại đến. Lúc nên cao điệu thì cao điệu, nhưng lúc nên ít xuất hiện. Cũng phải ít xuất hiện mới có thể xử lý sự tình tốt hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đại điện xa xa, đại điện thật lớn, dài rộng mấy ngàn trượng, kiến tạo xa hoa, trong đó có rất nhiều đạo khí tức mịt mờ hơn nữa cường đại. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện,
trong cổ sao có một thanh kiếm, là kiếm tổ. Nhìn đại điện, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, không chút do dự, tay phải hắn cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng ở toàn bộ Thiên Hà Thành, nghe được tiếng kiếm minh, người Thiên Hà Thành sắc đều trắng bệch. Lại tới nữa! Oanh! Trong ánh mắt Dương Diệp, đại điện ầm ầm vỡ vụn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Diệp cắm kiếm vào cổ sao, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Qua không sai biệt lắm năm tức, lại một tiếng kiếm minh vang vọng lên. Sau đó một đạo kiếm khí từ phía chân trời đánh úp lại, cuối cùng như thiểm điện hăng hái rơi vào Thiên Hà Thành. Kiếm khí chui vào Thiên Hà Thành. Oanh! Thiên Hà Thành vốn đã phá thành mảnh nhỏ bị một kiếm này chém thành cặn bã. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng ở trong Thiên Hà Thành vang vọng lên. Những người may mắn còn sống sót kia như nổi điên bỏ chạy. Lúc này, không người nào dám dừng lại ở trong thành. Phía chân trời, Dương Diệp lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt không có chút thương cảm. Đối đãi địch nhân, thương cảm là ngu xuẩn. Hắn cần phải làm là tận khả năng cao điệu, tận khả năng để cường giả của liên minh thủ hộ giả ở Thiên Vân Tinh vực triệt binh, tận khả năng hấp dẫn Thiên Ma Tinh vực cùng Thiên Hà Tinh vực chú ý, tận khả năng giảm bớt để nữ thừa nhận áp lực. Biện pháp tốt nhất là như thế này. Hang ổ của mình bị hủy, hắn cũng không tin cường giả liên minh thủ hộ giả ở Thiên Vân Tinh vực còn có thể bảo trì bình thản không trở lại. Đương nhiên, như nếu đối phương thật sự không trở lại, vậy cũng không sao, dù sao lúc này Thiên Hà Tinh vực không có cường giả thần giả cảnh, hắn muốn giết như thế nào cũng được. Nhìn phía dưới, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, kiếm trong tay đâm vào trong cổ sao, cùng lúc đó, huyền khí trong bổ thiên thạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Lúc này, trong Thiên Hà Thành đã trở thành phế tích, 10 đạo khí tức phóng lên trời, rất nhanh, 10 lão giả xuất hiện ở chỗ trước kia Dương Diệp đứng. Mà lúc này, Dương Diệp đã không biết tung tích. Người này đến tột cùng là ai, vì sao công kích liên minh thủ hộ giả chúng ta? Một lão giả áo đen âm thanh hung dữ nói. Hẳn là Dương Diệp. Lúc này, ở bên cạnh lão giả áo đen, một lão giả áo xám trầm giọng nói. Dương Diệp. Trong tràng mọi người đều nhìn về phía lão giả áo xám, giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc mọi người đều vô cùng khó coi. Mọi người đối với hai chữ này tự nhiên không xa lạ gì, đây cũng là người liên minh thủ hộ giả nhất trí quyết định phải diệt trừ. Bởi vì thực lực của Dương Diệp quá kinh khủng, quan trọng nhất là thiên phú cùng tiềm lực của hắn, không đến 2 năm, Dương Diệp đã phát triển đến tình trạng có thể chém giết bán thần. Nếu như hắn đạt tới hư giả cảnh, đây chẳng phải giết thần giả như giết gà. Bởi vậy, trước kia cường giả thần giả cảnh duy nhất ở Thiên Hà Tinh vực quyết định tự mình đi linh giới. Cường giả thần giả cảnh tự mình xuất thủ, theo đạo lý mà nói, hẳn dễ như trở bàn tay, nhưng đến bây giờ bọn hắn không có gặp tên cường giả thần giả cảnh kia trở về. Bất quá trước kia bọn hắn cũng không có lo lắng, đạt tới thần giả cảnh, muốn giết thật sự rất khó khăn. Mà bây giờ, Dương Diệp đến, mà tên cường giả thần giả cảnh kia lại không có tin tức gì. Mọi người đã nghĩ tới loại khả năng nào đó, bởi vậy sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, lão giả áo xám trầm giọng nói. Mọi người đừng tự mình dọa mình, Dương Diệp kia xác thực là yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng hắn không có khả năng giết được một thần giả, nhất định là có người tương trợ. Mọi người trầm mặc. Nếu như lão giả áo xám trước kia nói những lời này, bọn hắn tự nhiên là tin, nhưng lúc trước Dương Diệp thuấn sát 3 tên bán thần A. Thuấn sát 3 tên bán thần. Loại thực lực này, cũng chỉ có thần giả cảnh chính thức mới có thể làm được. Thay lời khác mà nói, Dương Diệp đã có thực lực có thể so với cường giả thần giả cảnh. Trầm mặc mấy tức, lão giả áo trắng trầm giọng nói. Lập tức thông chi đám người thương lão. Không ổn đâu. Lúc này một lão giả nói. Hiện tại Thiên Vân Tinh vực chiến đấu gay cấn, qua không lâu, Thiên Vân Tinh vực sẽ hoàn toàn bị công phá, khi đó địa bàn của chúng ta sẽ lớn hơn ít nhất không chỉ một lần. Hiện tại nếu lui binh, một khi để cho Thiên Ma Tinh vực dẹp xong Thiên Vân Tinh vực, khi đó chúng ta khả năng không cách nào được chia địa bàn của Thiên Vân Tinh vực. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, hiện tại Thiên Vân Tinh vực đã là nỏ mạnh hết đà, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vân Tinh vực thua không nghi ngờ. Hiện tại triệt binh, chẳng khác nào lợi ích đều bị Thiên Ma Tinh vực lấy, cái này tổn thất lợi ích của tất cả mọi người, hơn nữa là tổn thất rất lớn. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói.
Chúng ta ở Thiên Vân Tinh Vực có 4 thần giả, có thể trở về một người, một thần giả tăng thêm chúng ta, muốn đối phó Dương Diệp có lẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, mọi người đều vội vàng gật đầu, cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Rất nhanh, một lão giả lấy ra truyền âm phù bóp nát, không gian trước mặt mọi người rung rung, qua mấy tức mới khôi phục. Lúc này lão giả áo xám trầm giọng nói. Từ hiện tại, mọi người chúng ta nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận, mọi người phải tùy thời đề phòng, hơn nữa không thể tách ra, một khi tách ra, cho Dương Diệp cơ hội, chúng ta sẽ... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, không gian gần đó đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trong không gian chém ra, tốc độ cực nhanh, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, một lão giả thân thể cứng ngắc, thời gian dần trôi qua, thân thể lão giả bắt đầu hư ảo, sau đó biến mất. Mọi người hoảng hốt, lần này mọi người phản ứng cũng không chậm, lập tức phách về phía kia vài trường. Rầm 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 oanh, trong chốc lát, không gian chỗ đó sụp đổ chôn vùi. Một lát sau, không gian khôi phục bình thường, nhưng Dương Diệp đã biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Dương Diệp ở trước mặt bọn họ lại chém giết một bán thần, mà bọn hắn ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng không có gặp. Cái này quá kinh khủng. Kỳ thật sau khi biết được là Dương Diệp, trong nội tâm bọn hắn sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều, chỉ cần Dương Diệp dám xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối dám chính diện cùng Dương Diệp đại chiến, dù sao Dương Diệp mới là đế giả, không phải thần giả. Nếu như bị một đế giả hù không dám chiến một trận, cái kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện tại, Dương Diệp lại không đi ra cùng bọn họ chính diện chiến một trận, mà chơi loại đánh lén này. Đáng sợ nhất chính là Dương Diệp che giấu khí tức quá mạnh mẽ. Xuất quỷ nhập thần, một kích bị mất mạng. Này là kiếm tu, cái này là sát thủ A. Trong trang trầm mặc hồi lâu, lão giả áo xám trầm giọng nói. Mau chóng để cho đám người thương lão phái một người về, hiện tại 9 người chúng ta liên thủ gia cố không gian chung quanh, sau đó đợi người của chúng ta chạy đến. Nói xong, 9 người nhẹ gật đầu, bắt đầu gia cố không gian chung quanh, rất nhanh, ở dưới 9 người liên thủ gia cố, không gian chung quanh cực kỳ vững chắc. Hiện tại, mặc kệ người phương nào cũng khó có khả năng vô thanh vô tức tiến vào trong không gian được bọn hắn gia cố, mà một khi đối phương cường hành tiến vào, bọn họ sẽ cảm ứng được. Thời gian từng điểm trôi qua, chung quanh không có chút động tĩnh nào. Nhưng 9 người không dám có chút chủ quan, mỗi người tinh thần căng cứng, trong mắt tràn đầy đề phòng. Không sai biệt lắm 15 phút sau. A, à, trong phế tích phía dưới, đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Không chung, trong lòng 9 người cả kinh hát hát, lúc này một trung niên nam tử đi tới trước mặt 9 người, trung niên rung giọng nói. Có người ở dưới ám sát cường giả hư giả cảnh của chúng ta. Cường giả hư giả cảnh. Sắc mặt 9 người lập tức âm trầm lên, cường giả hư giả cảnh là lực lượng trung kiên của một thế lực, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua, dù sao đại chiến, không có khả năng chỉ là cường giả thần giả cảnh đánh nhau. Hơn nữa hư giả cảnh là cường giả có thể uy hiếp bán đế, cường giả hư giả cảnh chính thức cùng bán thần chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. 9 người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đi ra tay với cường giả hư giả cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không thể chống cự Dương Diệp, những cường giả hư giả cảnh kia làm sao ngăn cản được Dương Diệp. Làm sao bây giờ? Lúc này một lão giả trầm giọng nói. Xuống dưới. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Nếu như chúng ta không xuống, cường giả hư giả cảnh sẽ bị hắn giết sạch, hơn nữa cũng sẽ rét lạnh tâm tất cả mọi người, cho nên chúng ta phải xuống dưới. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, phóng về phía Thiên Hà Thành. Sau khi mọi người đi tới phế tích, Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa thi thể đầy đất. Trong những thi thể này, có hư giả cảnh, cũng có đế giả, nhưng phần lớn đều là hư giả cảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, che giấu khí tức quá mạnh mẽ. Một lão giả trầm giọng nói. À, đúng lúc này, bên ngoài ngàn trượng, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người biến sắc, thân hình khẽ động, sau đó xuất hiện ở chỗ kêu thảm thiết, lúc này chỗ đó đã nằm một cỗ thi thể. Thi thể hư giả cảnh. Lúc này, bên ngoài mấy ngàn trượng, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người lại muốn tiến đến, lúc này tên lão giả áo xám kia đột nhiên nói. Không cần đi, không còn kịp rồi.
thông chi tất cả mọi người đạt tới hư giả cảnh cùng đế giả, để cho bọn hắn toàn bộ chạy đến chỗ chúng ta. Mọi người phải thủ cùng một chỗ. Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó vội vàng thông chi đế giả cùng hư giả cảnh trong thành. Ở dưới bọn người lão giả áo xám triệu tập, rất nhanh, đế giả cùng hư giả cảnh trong thành đi tới xung quanh đám người lão giả áo xám. Lúc này trong tràng, cường giả bán thần có 9 vị, cường giả hư giả cảnh chính thức cùng cường giả hư giả cảnh bình thường có 26 vị, còn lại đế giả có hơn 300 vị. Đây là tất cả cường giả của Thiên Hà Thành lúc này. Gia cố không gian. Lúc này lão giả áo xám trầm giọng nói. Nói xong tất cả mọi người trong tràng vội vàng xuất thủ, rất nhanh, không gian trong phương viên ngàn trượng ở dưới mọi người gia cố trở nên chắc chắn như huyền thiết. Nhưng mọi người như trước không dám thư giãn, mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại chúng ta phải làm cái gì? Bên cạnh lão giả áo xám, một lão giả trầm giọng hỏi. Đợi. Lão giả áo xám nói. Chờ cường giả thần giả cảnh của chúng ta trở về. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu, Dương Diệp quá kinh khủng. Cũng chỉ có cường giả thần giả cảnh mới có thể đối phó, bằng không thì, nếu bọn hắn đi ra ngoài, đừng nói giết Dương Diệp, chỉ sợ coi như là Dương Diệp cũng không thấy đã bị miểu sát. Đợi. Đợi cường giả thần giả cảnh trở về. Các ngươi xem. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên có người nghẹn ngào kinh hãi nói. Mọi người nhìn xa xa, chỉ thấy ở phía xa, một nam tử thanh y tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới. Dương Diệp. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Dương Diệp đi không phải rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều phảng phất như dẫm nát trên trái tim mọi người, để cho người khó thở. Rất nhanh, Dương Diệp càng ngày càng gần. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, sau đó tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người lập tức kịch biến. Thiên Hà Thành chỉ có 2 kiếm đã bị hủy diệt, hiện tại nhìn thấy Dương Diệp lại muốn rút kiếm, bọn hắn có thể không sợ. Làm sao không sợ hãi? Trấn định. Đúng lúc này, lão giả áo xám đột nhiên lạnh giọng quát. Âm thanh như sấm nổ, chấn màng tới mọi người đau đớn. Nhưng mọi người ở dưới tiếng quát lạnh, lại trấn định không ít. Lão giả áo xám nhìn về phía Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, hắn lại bắt đầu đi đến, cùng lúc đó, một cổ kiếm ý kinh khủng nghiền áp tới. Trong nội tâm lão giả áo xám cả kinh, vội vàng nói. Dương Diệp, cường giả thần giả cảnh của Thiên Hà Tinh vực ta đã trên đường chạy về, nếu bây giờ ngươi rời đi, còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, đợi lát nữa ngươi muốn đi cũng đã muộn. Cường giả thần giả cảnh. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại. Những kiếm ý tuôn ra kia trở về trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lão giả áo xám buông lỏng, biết rõ Dương Diệp kiêng kỵ cường giả thần giả cảnh, lập tức vội vàng nói. Đương nhiên, mấy cường giả thần giả cảnh của Thiên Hà Tinh vực ta đang gấp trở về, dùng tốc độ của bọn hắn, tối đa chưa tới một canh giờ có thể kéo xuyên toa tinh vực, chạy tới nơi này. Bây giờ ngươi rời đi, còn có thể bảo vệ mạng của mình, bằng không thì, một khi bọn hắn đuổi tới. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dọa ta. Dương Diệp lạnh lùng nói. Hù dọa ngươi. Lão giả áo xám lạnh lùng nói. Dương Diệp, nếu ngươi không tin, vậy ngươi cứ xuất thủ. Hôm nay dù chúng ta liều chết cũng phải ngăn chặn ngươi. Đợi đến lúc cường giả liên minh chạy về, là thời điểm ngươi táng thân. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, lão giả áo xám lại nói. Dương Diệp, ta thừa nhận. Thực lực của ngươi xác thực nghịch thiên, nhưng ngươi có thể đối kháng được cường giả thần giả cảnh sao? Coi như ngươi có thể đối kháng được một cường giả thần giả cảnh, nhưng bốn gã thì sao? Bốn cường giả thần giả cảnh ngươi có thể đối kháng sao? Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu có lựa chọn, hắn hy vọng Dương Diệp lưu lại, bởi vì một khi cường giả thần giả cảnh chạy đến, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không dám để cho Dương Diệp lưu lại. Bởi vì Dương Diệp quá kinh khủng, nếu như tiếp tục để cho hắn xuất thủ, trước khi cường giả thần giả cảnh đuổi đến, bọn hắn không biết còn phải chết bao nhiêu người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dọa lùi Dương Diệp. Mà Dương Diệp tựa hồ cũng bị hắn hù, tại nguyên chỗ trầm mặc không sai biệt lắm mười mấy hơi, quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trong lòng lão giả áo xám cũng buông lỏng. Kiếm của Dương Diệp,
đừng nói chút ít cường giả bán thần lúc trước chết đi, coi như là hắn cũng tiếp không được. Hiện tại Dương Diệp rời đi, thần kinh căng cứng coi như buông lỏng xuống. Trước kia hắn một mực sợ Dương Diệp rút kiếm, bởi vậy tinh thần cao độ căng cứng. Cũng may Dương Diệp bị sợ lui. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó kìm lòng không được hiện ra dáng tươi cười, đây là dáng tươi cười sống sót sau tai nạn. Bởi vì đều cho rằng Dương Diệp đã bị dọa đi, nên tất cả mọi người triệt hồi lực lượng ra cố không gian, thế cho nên không gian chung quanh hoàn toàn khôi phục bình thường. Có điểm gì là lạ? Đúng lúc này, lão giả áo xám cau mày. Dương Diệp này lá gan không có khả năng nhỏ như vậy, hắn không có khả năng bị lão phu dọa lùi, hắn. Giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt lão giả áo xám trợn lên, mạnh mẽ quát. Dương Diệp hắn không có đi, nhanh ra cố không? Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh trực tiếp cắt đứt lão giả áo xám nói, ngay sau đó, một đạo kiếm khí tự xa xa thoáng hiện, sau đó chui vào trong đám người. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, một cường giả bán thần bị một kiếm này chém thành hư vô, cùng lúc đó, dự uy cường đại chấn địa mọi người lui mấy ngàn trượng, trong đó một ít đế giả càng bị đánh chết. Dương Diệp không có ly khai. Mọi người kinh hãi gần chết. Chấn định, chấn định, mọi người liên thủ. Lúc này, lão giả áo xám lo lắng quát. Ông! Lúc này, lại một đạo kiếm khí chui ra, ngay sau đó, trong tràng lại một cường giả bán thần biến mất. Lúc này đây, mọi người chấn định không được nữa. Vô số người điên cuồng bỏ chạy, trong đó còn kể cả một ít cường giả hư giả cảnh. Miểu sát bán thần A. Dương Diệp ở trước mặt bọn họ trực tiếp thuấn sát hai vị cường giả bán thần. Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi kia, tất cả mọi người ra run lên, lúc này, bọn hắn chỉ muốn trốn, trốn rất xa, né tránh Dương Diệp. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có 7 tên bán thần cùng một ít hư giả cảnh. Về phần bán đế, tất cả đều trốn đi. Lúc này Dương Diệp đã biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện. Trong tràng, sắc mặt 7 người âm trầm đáng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp đi mà quay lại, lại ở trước mặt bọn họ thuấn sát hai gã bán thần. Một kiếm kia, quá mạnh mẽ, bán thần căn bản không cách nào ngăn cản. Cường giả thần giả cảnh của chúng ta còn bao lâu mới đến? Lão giả áo xám trầm giọng nói. Trầm mặc một lát, một lão giả nói. Trễ nhất nửa canh giờ. Lâu như vậy. Lão giả áo xám cau mày nói. Lão giả kia lắc đầu nói. Thiên vân tinh vực cách thiên hà tinh vực chúng ta cùng tinh không chi thành thực sự quá xa. Nếu như trước kia hà thứ nguyên không gian kỳ không có mất, vậy lần này bọn hắn tối đa nửa khắc đồng hồ có thể về, nhưng thứ nguyên không gian kỳ đã bị Dương Diệp cướp. Dương Diệp. Hạt đai mắt lão giả áo xám nhíu lại nói. Người này kỳ tài ngút trời, nếu mặc kệ phát triển, thiên vân tinh vực chúng ta xem như xong. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, xê thiên phú của Dương Diệp quá kinh khủng. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển, ngày sau hắn muốn diệt liên minh thủ hộ giả, chỉ sợ sẽ là vấn đề mấy kiếm. Phải biết, hiện tại Dương Diệp mới đế giả, nhưng hắn đã có thể chém giết bán thần rồi. Hơn nữa xem thực lực nghịch thiên của hắn, đoán chừng còn có thể chống lại cường giả thần giả cảnh. Một khi hắn đạt tới hư giả cảnh, khi đó chỉ sợ ngay cả cường giả thần giả cảnh cũng không dám cùng hắn chính diện đối bính. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một lão giả nói. Đợi. Hai mắt lão giả áo xám chậm rãi đóng lại. Chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Nếu như Dương Diệp lựa chọn cùng bọn họ chính diện giao thủ, kỳ thật bọn hắn sẽ không sợ, ít nhất dám liều. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không chính diện giao thủ. Hắn tựa như một u linh giấu ở trong không gian, sau đó thỉnh thoảng đi ra chặt hai kiếm bỏ chạy. Kinh khủng nhất là trong tràng không có người nào có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể làm là đợi, đợi cường giả thần giả cảnh chạy đến. Lúc này Dương Diệp đã trốn ở dưới mặt đất, vừa rồi rút liền hai kiếm, lại tăng thêm trước kia hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, hiện tại huyền khí của hắn đã khô kiệt. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói. Cũng không phải đại sự gì, bởi vì những người kia căn bản đuổi không kịp hắn, hơn nữa muốn khôi phục thân thể cùng huyền khí, kỳ thật chỉ là một hai canh giờ mà thôi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng, ở chung quanh hắn đều là tiên tinh thạch, lúc này những tiên tinh thạch kia tự cháy, vô số linh khí tán phát ra, cuối cùng toàn bộ bao phủ Dương Diệp. Kỳ thật Dương Diệp vẫn tương đối ưa thích phương thức chiến đấu đánh rồi bỏ chạy này,
bất quá trước kia hắn đều là thủ hộ, bởi vậy hắn chỉ có thể ngạnh kháng, không thể trốn. Nhưng hiện tại, hắn là tiến công, đánh hay không quyền chủ động đều ở trong tay hắn. Có kiếm vực cùng thuấn không chi dực, còn có không gian pháp tắc, hắn muốn chạy trốn hoặc che giấu, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng không làm gì được. Đương nhiên, chỉ cần hắn xuất hiện, dùng phản ứng cùng thực lực của cường giả thần giả cảnh, là nhất định có thể ở trong nháy mắt bước hắn đi ra. Cho nên đối mặt cường giả thần giả cảnh, hắn không dám khinh thường. Lúc trước hắn giết qua một cường giả thần giả cảnh, kỳ thật cái kia không tính là hắn giết. Lúc trước hắn thi triển kiếm thần ấn gia trì, tăng thêm trên người lại có tinh thần chi lực, hơn nữa lão giả kia cách hắn lại gần, còn nhẹ xem hắn, lúc này mới để hắn bổ chúng, nhưng dù cho có kiếm thần ấn cùng tinh thần chi lực gia trì, hơn nữa còn ở khoảng cách gần chém đối phương, nhưng đối phương vẫn không có bị hắn một kiếm miểu sát. Có thể tưởng tượng, cường giả thần giả cảnh cường đại bực nào. Một thần giả cảnh chính thức nếu không kinh thường, không coi nhẹ hắn, không ngạnh kháng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn cũng không có cách nào. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sức bật rất mạnh, tốc độ càng cực nhanh, nhưng tốc độ của cường giả thần giả cảnh nhanh hơn, dùng thực lực của bọn họ có thể trốn tránh. Bất quá cường giả thần giả cảnh bình thường đều có ngạo khí, nếu như đối mặt huyền giả cùng giai còn may, nhưng đối mặt một đế giả, rất nhiều người sẽ không lựa chọn trốn tránh, cái này quá xấu hổ chết người ta rồi. Ví dụ như kiếm hư lúc trước kiếm hư vốn có thể trốn tránh Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn, nhưng đối phương không tránh, mà lựa chọn ngạnh kháng. Bất quá thực lực kiếm hư cường đại, kháng trụ được. Cường giả thần giả cảnh trên không linh giới cũng lựa chọn ngạnh kháng, nhưng đối phương không kháng trụ được. Không có thực lực, ít đi trang bức một chút. Hai ngày sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp trực tiếp ra mặt đất, sau đó kín đáo đi tới phế tích Thiên Hà Thành. Hắn tự nhiên sẽ không thu tay lại, hắn muốn giết máu chảy thành sông. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới chỗ đám người lão giả áo xám, nhưng lúc này chỗ đó lại một người cũng không có. Dương Diệp nhướng mày, đúng lúc này, không gian chung quanh hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Mai phục. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ, mình bị người phát hiện. Có thể phát hiện hắn, chỉ có cường giả thần giả cảnh. Người quả nhiên lựa chọn tiếp tục trở về. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đón lấy một lão giả áo bào tím đi ra, ở sau lưng lão giả áo bào tím, là bọn người lão giả áo xám. Cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo bào tím vung tay phải lên, không gian chung quanh lập tức bình tĩnh lại. Nhưng ngươi không trở lại, dùng bổn sự ẩn nấp của ngươi, ta còn thật khó có thể tìm được, nhưng đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn trở về, không gian ở đây ta đã gia cố, chỉ cần ngươi trở về, ta có thể. Thanh âm của lão giả áo bào tím im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, tăng thêm đánh đòn phủ đầu, hắn trong thời gian ngắn đi tới trên đỉnh đầu lão giả áo bào tím, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, cùng lúc đó kiếm thần ấn bộc, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn lập tức tăng phúc mấy lần, sau đó hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Một kiếm chém ra, hắn cũng không đình chỉ. Hơn nữa nhanh chóng cắm tướng kiếm vào cổ sao, sau đó lại rút kiếm chém. Bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trực tiếp trọng điệp lại với nhau. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra ra chỉ kiếm thần ấn tăng phúc. Kỳ thật, khi nhìn thấy cường giả thần giả cảnh kia, ý niệm đầu tiên của Dương Diệp không phải trốn, mà là muốn giết chết đối phương. Mục đích của hắn là cái gì? Là muốn giảm bớt áp lực cho đế nữ. Nếu như cường giả thần giả cảnh của Thiên Hà Tĩnh vực ở Thiên Vân Tinh vực không cách nào toàn bộ rút ra, áp lực của đế nữ cũng không nhé. Bởi vậy hắn không thể trốn, bởi vì trốn, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Phải chém giết đế giả này, làm cho người Thiên Hà Tĩnh vực cùng Thiên Ma Tinh vực biết rõ Dương Diệp hắn đáng sợ. Hắn chính là muốn để cho người Thiên Hà Tĩnh vực cùng Thiên Ma Tinh vực minh bạch một sự kiện, chính là một thần giả không cách nào đối kháng Dương Diệp hắn. Bọn hắn muốn diệt sát Dương Diệp, cũng chỉ có thể từ Thiên Vân Tinh vực phân ra càng nhiều cường giả thần giả cảnh nữa để đối phó hắn. Vì tuyệt sát đế giả này, hắn vừa ra tay là thúc dục kiếm thần ấn, sau đó điệp ra hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra sao mà khủng bố. Tiếng kiếm minh vang vọng, trực tiếp làm vỡ nát không gian trong mấy vạn dặm, cùng lúc đó,
Thiên Hà Thành nguyên bản đã là phế tích bị chấn thành cặn bã, nhưng những cặn bã này vẫn còn nát bấy, trong thời gian ngắn, toàn bộ hóa thành hư vô, Thiên Hà Thành thật giống như chưa từng tồn tại. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp động thủ, trong mắt lão giả áo bào tím hiện lên khinh miệt, thần giả cảnh chính thức, há là một đế giả có thể chống lại sao? Nhưng khi kiếm của Dương Diệp xuất hiện, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, trắng bệch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Đây là đế giả. Đế giả có thể phát ra một kiếm khủng bố như vậy. Tuy kinh hãi gần chết, nhưng ý niệm muốn sống cường đại vẫn để cho lão giả bản năng phát ra một kích mạnh nhất của hắn. Ở trong nháy mắt, một cổ khí thế kinh khủng nương theo một đạo tử quang từ trong cơ thể lão giả áo bào tím bừng lên, sau đó mạnh mẽ lao ra. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh thiên ầm ầm vang vọng, không gian vốn được thiên đạo pháp tắc chữa trị lần nữa sụp đổ, tốc độ sụp đổ cực nhanh, trong thời gian ngắn, 5-6 vạn dặm không gian toàn bộ sụp đổ, phàm là huyền giả không có thể kịp thời bỏ chạy toàn bộ bị hắc động không gian thôn phệ. Đương nhiên, ngoại trừ những cường giả hư giả cảnh kia, còn có một chút đế giả thực lực mạnh, nhưng người còn lại, chỉ cần không kịp thời trốn ra Thiên Hà Thành, toàn bộ bị cắn nuốt. Chỉ thoáng một phát, Thiên Hà Thành không biết tổn thất bao nhiêu huyền giả. Trong tràng, ước chừng qua mấy tức, không gian dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp đã ở bên ngoài mấy trăm trượng, đối diện cách đó không xa, lão giả áo bào tím vẫn còn, mà cách hắn mấy ngàn trượng, là đám người lão giả áo xám. Lúc này, khóe miệng đám người lão giả áo xám tràn ra máu tươi. Trước kia bởi vì bọn hắn tránh né không kịp, bởi vậy bị lực lượng của Dương Diệp chấn đến, cái chấn động này, trực tiếp chấn bọn chúng đến mấy ngàn trượng, hơn nữa còn bị thụ thương. Đương nhiên, lúc này bọn hắn để ý không phải mình tổn thương, mà là lão giả áo bào tím. Ánh mắt đám người lão giả áo xám toàn bộ nhìn về phía lão giả áo bào tím. Trong tràng, lão giả áo bào tím ánh mắt ngốc trệ, trầm mặc không nói, đã qua mấy tức, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phát ra một kích cường đại như vậy, đây không phải lực lượng đế giả cảnh nên có, cái này không hợp lý, cái này không hợp lý. Nói xong, thân thể lão giả áo bào tím bắt đầu mờ đi. Xa xa, nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo xám sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này, thân thể lão giả áo xám ngăn không được run lên. Rất nhanh, thân thể lão giả áo bào tím triệt để tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo xám liên tục lui vài chục bước, trong mắt hoảng sợ tới cực điểm. Miểu sát thần giả. Dương Diệp miểu sát thần giả. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên nhìn thoáng qua đám người lão giả áo xám, nhìn thấy ánh mắt Dương Diệp nhìn qua, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không chút nghĩ ngợi lùi lại gần ngàn trượng. Dương Diệp. Đám người lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng đề phòng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, không phải muốn chiến đấu, mà chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức trốn. Chiến. Nếu như là trước kia, bọn hắn ngược lại là dám chiến một trận, nhưng hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp miểu sát thần giả cảnh, bọn hắn triệt để không có dũng khí chiến. Cường giả thần giả cảnh cũng có thể miểu sát. Dương Diệp không có xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người lão giả áo xám, sau đó xoay người đi xa. Không biết là tận lực hay vì cái gì khác, Dương Diệp đi vô cùng chậm, cực kỳ chậm, nhưng đám người lão giả áo xám lại không người nào dám truy, còn hy vọng Dương Diệp đi nhanh một chút. Ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp mới hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thời điểm Dương Diệp biến mất, mọi người lập tức thở dài một hơi. Lúc này, lão giả áo xám trầm giọng nói. Lập tức thông chi đám người thương lão, để cho tất cả mọi người trở về. Toàn bộ trở về. Một lão giả cau mày nói. Nói như vậy. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện. Nếu bọn hắn không trở lại, lão phu lập tức rời khỏi liên minh. Ta cũng vậy. Lại một lão giả đứng ra nói. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, đều giống như lão giả áo xám. Nói giỡn. Dương Diệp ở chỗ này, nếu như những cường giả thần giả cảnh kia vẫn không trở lại, bọn hắn làm sao chống cự? Không có biện pháp chống cự, chỉ có thể đợi chết. Chỉ có cường giả thần giả cảnh mới có thể đối phó Dương Diệp, không đúng, ít nhất hai cường giả thần giả cảnh mới có thể đối kháng Dương Diệp. Lão giả nói chuyện cười khổ, sau đó nhẹ gật đầu, kỳ thật đừng nói đến ai khác,
chính bản thân hắn cũng minh bạch những cường giả thần giả cảnh kia phải trở về, nếu như không trở lại, bọn hắn thật sự có thể sẽ toàn quân bị diệt. Sau khi mọi người nhất trí đồng ý, lão giả phát ra truyền âm phù. Trước kia Dương Diệp đi vô cùng chậm, không phải hắn cố ý gây nên, mà là lúc này hắn ngay cả đi đường cũng thành vấn đề rồi. Sau khi rời xa tầm mắt mọi người, Dương Diệp tìm một địa phương ẩn nấp, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cũng không có tiến vào tầng thứ ba, bởi vì hắn không muốn Hiểu Vũ Tịch lo lắng. Mới vừa gia nhập Hồng Mông Tháp, Dương Diệp liền trực tiếp té xuống, sau đó toàn thân không ngừng run rẩy. Cắn trả. Tiêu hao quá độ cắn trả. Kỳ thật rất sớm trước kia, Dương Diệp có nghĩ qua Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức điệp ra, bởi vì Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bình thường cũng có thể điệp ra, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức điệp ra tự nhiên cũng được. Nhưng hắn không có cơ hội thử, đối mặt cường giả bán thần, một đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật có thể đánh chết. Bởi vậy muốn thử, chỉ có thể thử với cường giả thần giả cảnh. Vừa rồi hắn là lần đầu tiên thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức điệp ra. Như thế nào điệp ra? Chính là cơ hồ ở cùng lúc rút hai kiếm, cái này đối với lực lượng thân thể yêu cầu cực cao, bởi vì thi triển một lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, cần tiêu hao đại bộ phận lực lượng, mà duy nhất một lần rút hai kiếm, không để cho thân thể cơ hội thở dốc, cái tiêu hao này càng kinh khủng. Thời điểm rút Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật lần thứ hai, hắn không chỉ lấy sạch tất cả huyền khí trong cơ thể mình cùng bổ thiên thạch, ngay cả lực lượng thân thể cũng rút sạch. Hai đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra, uy lực tăng lên ít nhất gấp 5 lần, nhưng tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Cái tiêu hao này, dù cho dùng thân thể kỷ nguyên cảnh của hắn cũng tổn thương không nổi. Cũng may, tuy thống khổ, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, không có khủng bố như kiếm ý cắn trả. Kiếm ý cắn trả, cái kia quá kinh khủng, hắn có chút sợ hãi. Trên mặt đất, ngón tay Dương Diệp huy động, rất nhanh, vô số tiên tinh thạch xuất hiện ở chung quanh, khi những tiên tinh thạch này tản mát ra linh khí, lập tức bị thân thể Dương Diệp hấp thu. Lúc này, thân thể của hắn thật sự là quá khát khao. Đã có linh khí, trong cơ thể Dương Diệp xuất hiện Hồng Mông tử khí, rất nhanh, những Hồng Mông tử khí này dùng tốc độ cực nhanh chữa trị lấy nhục thể của hắn. Kỳ thật Dương Diệp phát hiện, tiêu hao lực lượng thân thể, nếu như chữa trị xong cũng là có chỗ tốt rõ ràng nhất là quen cắn trả sau tiêu hao. Nếu như đổi một người, cái cắn trả kia nhất định sẽ làm cho đối phương sụp đổ, nhưng với hắn mà nói, chỉ là thống khổ một chút mà thôi. Thay lời khác mà nói, năng lực thừa nhận thống khổ của hắn tăng cường rồi. Còn có một chỗ tốt, chính là cảm giác được thân thể mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, mỗi một lần tiêu hao lực lượng thân thể, hắn cảm giác thân thể mình tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn một tí. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì hắn chữa trị kịp thời. Nếu như chữa trị theo không kịp, cái kia cũng không phải trở nên mạnh mẽ, mà là tàn phế. Mà hết thảy, đều quy công Hồng Mông tử khí. Năng lực chữa trị của Hồng Mông tử khí, thật sự là quá nghịch thiên. Cũng chính bởi vì có Hồng Mông tử khí, hắn mới dám tiêu hao lực lượng như thế, điên cuồng chiến đấu như thế. Bởi vì chỉ cần hắn còn một hơi, Hồng Mông tử khí có thể chữa tốt. Sau khi thân thể khôi phục bình thường chút ít, Dương Diệp tiến nhập tầng thứ ba. Hiểu Vũ Tịch đang tu luyện, Dương Diệp cũng không có quấy rầy nàng, mà ngồi trên mặt đất, sau đó tiếp tục hấp thu tiên tinh thạch. Hai ngày sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, lúc này trạng thái của hắn đã khôi phục, thân thể cũng không có vấn đề gì, huyền khí cũng bổ sung đầy. Trong phòng, Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, lúc này khí tức trên người Hiểu Vũ Tịch đang dần dần trở nên mạnh mẽ, có dấu hiệu muốn đột phá, bất quá trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đột phá, bởi vì nàng mới đột phá bán đế không lâu. Nhìn Hiểu Vũ Tịch hồi lâu, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, đi ra Hồng Mông Tháp. Đi vào thế giới sự thật, tay Dương Diệp khẽ động, kiếm tổ xuất hiện, cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay trái. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp tay cầm cổ sao, đi về phía Thiên Hà Thành. Hiện tại với hắn mà nói, đánh rồi bỏ chạy, đợi khôi phục lại đây đánh, sau đó lại chạy. Hắn muốn dùng sức một mình, đánh cho Thiên Hà tinh vực tàn phế. Song khi Dương Diệp đi vào vị trí Thiên Hà Thành, một người cũng không có. Phải nói, một người sống cũng không có. Trong trang, chỉ có một chút thi thể rải rác. Ẩn nấp rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh, hắn cũng không có đi tìm những người này, mà đi tới vị trí trung tâm của Thiên Hà Thành, sau đó chân phải mạnh mẽ đập mạnh mặt đất,
cả người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lòng đất. Tiến vào lòng đất, tốc độ của Dương Diệp không giảm, tiếp tục lao xuống. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, có một cự long màu trắng chiếm giữ. Linh mạch tuyệt phẩm. Lúc này, Bạch Long đang nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dương Diệp không có chút nói nhảm nào, thân hình khẽ động đi tới trước mặt Bạch Long, sau đó kiếm ý niết bàn cảnh áp bức qua, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Bạch Long căn bản không có sức phản kháng, bị Dương Diệp kéo vào Hồng Mông Tháp. Tiến vào Hồng Mông Tháp, Bạch Long vốn có chút phẫn nộ lại ngây ngẩn cả người. Nó đánh giá thế giới tầng thứ nhất, rất nhanh, trong mắt vậy mà mang theo một tia kinh hỉ. Dương Diệp không có để ý Bạch Long, đi tới bên khác, rất nhanh, trong Hồng Mông Tháp lại thêm một linh mạch tuyệt phẩm. Cứ như vậy, ước chừng qua 15 phút, trong Hồng Mông Tháp nhiều hơn 5 linh mạch tuyệt phẩm. Thiên Hà Thành tổng cộng có 5 linh mạch tuyệt phẩm, 5 linh mạch tuyệt phẩm phân bố ở 4 phía cùng trong thành trung tâm Thiên Hà Thành, mà bây giờ, toàn bộ đều bị Dương Diệp mang đi. Linh mạch biến mất, linh khí sẽ giảm mạnh. Bởi vậy đám người lão giả áo xám ẩn núp tự nhiên biết rõ linh mạch bị Dương Diệp mạnh mẽ bắt lấy. Nhưng không người nào dám đi ra ngăn cản Dương Diệp. Mệnh, tự nhiên quý hơn linh mạch tuyệt phẩm. Nhưng bọn hắn lòng đang nhỏ máu. Thiên Hà Thành bị hủy, bọn hắn còn không quá đau lòng, nhưng linh mạch tuyệt phẩm bị Dương Diệp lấy đi, cái này để cho bọn hắn đau lòng không muốn sống. Nếu như không phải Dương Diệp thật sự quá kinh khủng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đi ra ngăn cản. Phải biết, linh mạch tuyệt phẩm là căn bản của Thiên Hà Đại Lục, có linh mạch tuyệt phẩm, ngày sau Thiên Hà Đại Lục muốn khôi phục nguyên khí sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng linh mạch tuyệt phẩm bị lấy đi, trừ khi liên minh thủ hộ giả lần nữa làm ra linh mạch tuyệt phẩm, bằng không dù cho Thiên Hà Đại Lục 100 năm, Thiên Hà Đại Lục cũng không có khả năng khôi phục nguyên khí. Về phần kiếm linh mạch tuyệt phẩm bình thường là không có thế lực nguyện ý bán ra, bởi vì một thế giới muốn phát triển. Ngoại trừ nhân tài, còn có một thứ trọng yếu nhất, chính là linh mạch. Một thế giới chỉ có được đầy đủ linh khí, mới có thể hấp dẫn người đến. Thế giới không có linh khí, ai nguyện ý ở? Bởi vậy, bình thường những thế lực lớn kia đều giữ linh mạch tuyệt phẩm cho mình dùng. Dù cho ngẫu nhiên có tán tu ngoài ý muốn nhận được linh mạch tuyệt phẩm, muốn bán ra, nhưng giá cả cao không hợp thói thường. Tổn thất thảm trọng. Chính thức tổn thất thảm trọng. Lúc này đây dù Thiên Hà Tinh Vực đánh chết Dương Diệp, Thiên Hà Tinh Vực cũng nguyên khí đại thương. Thần giả cảnh không chỉ bị giết chết 2 gã, bán thần thì bị giết chết gần 10 tên, hư giả cảnh cùng đế giả vô số kể, hiện tại Dương Diệp lại mạnh mẽ lấy đi 5 linh mạch của Thiên Hà Thành. Có thể nói, bị Dương Diệp chơi đùa như vậy, Thiên Hà Tinh Vực không có vài thập niên thời gian là không khôi phục nguyên khí được. Về phần kiếm linh mạch tuyệt phẩm bình thường là không có thế lực nguyện ý bán ra. Bởi vì một thế giới muốn phát triển, ngoại trừ nhân tài, còn có một thứ trọng yếu nhất, chính là linh mạch. Một thế giới chỉ có được đầy đủ linh khí, mới có thể hấp dẫn người đến. Thế giới không có linh khí, ai nguyện ý ở? Bởi vậy, bình thường những thế lực lớn kia đều giữ linh mạch tuyệt phẩm cho mình dùng. Dù cho ngẫu nhiên có tán tu ngoài ý muốn nhận được linh mạch tuyệt phẩm, muốn bán ra, nhưng giá cả cao không hợp thói thường. Tổn thất thảm trọng. Chính thức tổn thất thảm trọng. Lúc này đây dù Thiên Hà Tinh Vực đánh chết Dương Diệp, Thiên Hà Tinh Vực cũng nguyên khí đại thương. Thần giả cảnh không chỉ bị giết chết 2 gã, bán thần thì bị giết chết gần 10 tên, hư giả cảnh cùng đế giả vô số kể, hiện tại Dương Diệp lại mạnh mẽ lấy đi 5 linh mạch của Thiên Hà Thành. Có thể nói, bị Dương Diệp chơi đùa như vậy, Thiên Hà Tinh Vực không có vài thập niên thời gian là không khôi phục nguyên khí được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Hà Tinh Vực có thể diệt sát Dương Diệp. Sau khi lấy đi 5 linh mạch, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, mà tiến đến thành thị gần nhất Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành là chủ thành của Thiên Hà Đại Lục, bởi vậy linh mạch tuyệt phẩm tối đa. Nhưng ở trên Thiên Hà Đại Lục, không chỉ một Thiên Hà Thành, còn có rất nhiều thành thị khác, hơn nữa, trong thành khác cũng có linh mạch tuyệt phẩm, bất quá phần lớn đều chỉ có một, hơn nữa có còn không phải linh mạch tuyệt phẩm. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần là linh mạch, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng thu hoạch linh mạch. Vì có thể mau chóng thu hoạch linh mạch, Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn, hơn nữa ở một thành thị sau khi thu linh mạch, hắn không lãng phí thời gian, lập tức đến thành thị kế tiếp. Hắn ngược lại không có sát nhân, đều là chút ít hư giả cảnh bình thường, giết cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ lãng phí thời gian. Đương nhiên,
những người ngăn cản hắn thu hoạch linh mạch hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Không đến nửa canh giờ, Dương Diệp đi 10 thành phố lớn, trong đó có 5 thành thị có linh mạch tuyệt phẩm, còn lại đều là chút ít linh mạch tiên phẩm. Nhưng Dương Diệp không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng cướp đoạt tất cả linh mạch của Thiên Hà Đại Lục. Cứ như vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, trong cơ thể hắn có 11 linh mạch tuyệt phẩm, linh mạch tiên phẩm hơn 30 đạo. Khi những linh mạch tuyệt phẩm này tiến vào Hồng Mông Tháp, linh khí trong tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp trở nên kinh khủng. Lúc này trong Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất, linh khí quá đầy đủ rồi. Tùy tiện hô hấp thoáng một phát cũng là linh khí. Duy nhất có chút tiếc nuối là, hắn không thể trực tiếp chuyển hóa những linh khí này thành huyền khí, bởi vì thế giới tầng thứ nhất là độc lập. Hắn có thể tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng Hồng Mông Tháp không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Hồng Mông Tháp chỉ sống nhờ ở trong cơ thể hắn, cùng tâm thần hắn có được liên hệ nhất định. Bởi vậy hắn muốn có được huyền khí, cũng chỉ có thể dựa vào mình hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành huyền khí. Bất quá nếu như có một ngày thế giới trong Hồng Mông Tháp cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp, vậy thì đại biểu hắn tùy thời có thể chuyển hóa linh khí trong thế giới thành huyền khí. Khi đó hắn sẽ cũng không cần lo lắng huyền khí có đủ hay không rồi. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn tiến đến thành thị kế tiếp, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ba cổ khí tức cực kỳ cường đại xuất hiện ở trên Thiên Hà Đại Lục, ngay sau đó một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở trên không. Ba cường giả thần giả cảnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, ba tên cường giả thần giả cảnh của Thiên Hà Đại Lục rốt cục bị hắn bức trở về rồi. Bất quá lại có chút phiền phức, bởi vì đối phương liên thủ phong tỏa Thiên Hà Đại Lục, hiện tại hắn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có một con đường, chính là đánh đi ra ngoài, mà một khi muốn đánh, nhất định sẽ kinh động ba vị cường giả thần giả cảnh. Ba vị cường giả thần giả cảnh. Đây nhất định không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Cho nên không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Đúng lúc này, Dương Diệp nhướng mày, sau đó thân hình run lên, trực tiếp dung nhập không gian. Sau khi Dương Diệp vừa dung nhập không gian, một đạo thần thức khẽ quét qua. Rất nhanh, Dương Diệp từ trong không gian đi ra. Vừa rồi đạo thần thức kia là của cường giả thần giả cảnh, nói cách khác, hiện tại đối phương bắt đầu tìm hắn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Rất nhanh, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong lòng đất. Sau khi xuống đất, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, một mực tới địa tâm, ước chừng qua một canh giờ, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn là địa giới đỏ bừng, mà ở đằng sau địa giới, là nham thạch nóng chảy. Hắn đi tới địa tâm. Nhìn trước mặt hồi lâu, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Không cho ta đi đúng không? Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh từ trong lòng đất phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chạy ra khỏi mặt đất, sau đó đâm thẳng thương khung. Ngay sau đó, oanh! Lòng đất truyền đến một tiếng nổ lớn, đại địa giống như địa chấn rung rung kịch liệt, rất nhanh, đại địa bắt đầu mảng lớn sụp đổ, vô số nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất phóng lên trời, sau đó lan tràn bốn phía. Không phải một chỗ đại địa sụp đổ, giống như phản ứng dây chuyền. 2/3 diện tích của Thiên Hà Đại Lục cũng bắt đầu rung rung, sau đó vô số nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất tràn ra, cuối cùng nhanh chóng khuếch tán. Tận thế tiến đến. Giờ khắc này, vô số người của Thiên Hà Đại Lục trong nội tâm hoảng hốt. Nhưng còn chưa kết thúc, vùng biển xa xa đột nhiên bộc phát ra tiếng kiếm minh, ngay sau đó, toàn bộ vùng biển xoáy lên sóng thần kinh thiên, toàn bộ vào tới đại lục. Còn không có chấm dứt, qua không đến nửa canh giờ. Cực Bắc cũng truyền đến tiếng kiếm minh, ngay sau đó tuyết sơn ở cực Bắc trồng chất không biết bao nhiêu năm bị một đạo kiếm khí chém nát. Tuyết lở, băng sơn sụp đổ. Tận thế chính thức tiến đến. Giờ phút này, tất cả mọi người biết có người tận lực phá hư Thiên Hà Đại Lục, ba tên cường giả thần giả cảnh cũng biết, nhưng bọn hắn căn bản tìm không thấy Dương Diệp. Phía chân trời, ở trong hư không, thần sắc của ba lão giả âm trầm đáng sợ. Ba người này đúng là ba cường giả thần giả cảnh từ Thiên Vân Tinh vực gấp trở về. Thương lão, chúng ta không thể tùy ý hắn phá hư như vậy. Trong tràng, một lão giả hoa bào nhìn lão giả cầm quải trượng, trầm giọng nói.
Trầm mặc sau nửa ngày, lão giả cầm quải trượng lắc đầu nói. Hắn che giấu khí tức quá mạnh mẽ, thần thức ta quét toàn bộ đại lục cũng không có phát hiện hắn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một lão giả hắc bào trầm giọng nói. Trầm mặc hồi lâu, thương lão nói. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của hắn là trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Lão giả hoa bào nhíu mày. Thương lão nhẹ gật đầu nói. Lúc trước đế nữ của Thiên Vân tinh vực tương trợ hắn, hắn cùng với đế nữ quan hệ khẳng định không tầm thường, lần này hắn đột nhiên đến đánh lén thiên hà đại lục chúng ta, mục đích nhất định là muốn để cho chúng ta gấp trở về, dùng cái này giảm bớt áp lực của Thiên Vân tinh vực. Chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đuổi giết hắn, hay là... Lão giả hoa bào nhìn về phía thương lão. Ánh mắt thương lão nhìn phía dưới, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kẻ này ở hạ vị diện, ngoại trừ số ít lão yêu quái, không có cường giả thần giả cảnh có thể chế trụ hắn rồi. Lúc này đây, chúng ta đành chịu. Đành chịu rồi. Xác thực, thiên hà tĩnh vực đành chịu rồi. Dương Diệp dùng lực lượng một người, trực tiếp đánh thiên hà tinh vực cơ hồ tàn phế, coi như hiện tại bọn hắn giết Dương Diệp, cũng không cải biến được tình cảnh hiện tại của thiên hà tĩnh vực. Hơn nữa, bọn hắn còn không nhất định có thể giết được Dương Diệp, nói không chừng còn bị Dương Diệp phản giết cũng có thể. Bọn hắn không quên, Dương Diệp có năng lực trảm thần giả. Lúc này thương lão nói. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực đuổi giết hắn, nhưng kết quả nhất định là Ngọc Thạch câu phần. Còn nữa, chúng ta nhất định phải có thể đánh chết hắn, nếu như giết không được hắn, một khi để cho hắn rời đi, cho hắn. Thời gian lớn lên, thiên hà đại lục chúng ta sẽ biến mất. Lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết rõ, thương lão không có nói chuyện giật gân. Lần này bọn hắn trở về, sau khi biết được Dương Diệp chém giết một thần giả, cũng cực kỳ kinh hãi. Cái này quá kinh khủng. Đế giả miểu sát thần giả. Đê. Đã không bình thường rồi. Bởi vậy đối với Dương Diệp, bọn họ là vừa sợ vừa hận. Lúc này thương lão lại nói. Còn có một lựa chọn, lại để cho hắn đi, hát chúng ta không dính vào sự tình thiên vân tinh vực nữa, để cho hắn đi đối phó thiên ma tinh vực. Như vậy chẳng khác gì là muốn chúng ta buông tha cho lợi ích ở thiên vân tinh vực, cái tổn thất này quá lớn. Lão giả áo đen nói. Tuyển cái thứ nhất, khả năng không phải là tổn thất, mà muốn triệt để tan biến. Thương lão hít sâu một hơi. Người này, kỳ tài ngút trời, chúng ta đã bỏ qua thời cơ đánh chết hắn tốt nhất, hiện tại, cùng hắn là địch dù có thể đánh chết hắn, sợ là trong ba người chúng ta cũng sẽ ít nhất chết đi một người, hơn nữa một khi giết không được hắn mà nói, chờ hắn đạt tới hư giả cảnh, hoặc thực lực càng tiến một bước, đừng nói chúng ta, chỉ sợ trung vị diện cũng không có người nào có thể chế trụ hắn rồi. Cứ như vậy buông tha, thật sự là có chút không cam lòng. Lão giả hoa bào khổ sở nói. Nhưng thương lão nói không phải không có lý, thực lực của người này không chỉ khủng bố, tiềm lực cùng thiên phú càng làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục cùng hắn liều chết, dù tính toán giết hắn đi, thiên hà đại lục chúng ta cũng sẽ bị hố tàn phế, thậm chí nói không chừng bị hắn đánh giải thể. Liên minh thủ hộ giả cũng không phải một thế lực, mà do nhiều thế lực tạo thành, tiếp tục đánh nữa, có chút thế lực chịu không được tổn thất lớn, nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi liên minh thủ hộ giả. Khi đó liên minh thủ hộ giả thật sự xong. Trầm mặc hồi lâu, lão giả áo đen nói. Ngươi quyết định đi. Thương lão nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, bình chướng phía chân trời tiêu tán, thanh âm già nua vang vọng ở toàn bộ thiên hà đại lục. Dương Diệp, kể từ hôm nay, thiên hà tinh vực ta không tham dự sự tình thiên vân tinh vực, nếu như vi phạm, lão phu thần hồn câu diệt. Nói xong, thương lão dừng một chút, lại nói. Dương Diệp. Ta biết người muốn cứu thiên vân tinh vực, như vậy lão phu khuyên ngươi nhanh đi thiên vân tinh vực, tuy bọn người lão phu rút khỏi thiên vân tinh vực, nhưng đây cũng chỉ hòa hoãn tình cảnh trước mắt của thiên vân tinh vực một chút mà thôi. Hiện trường tham dự vây công thiên vân tinh vực, không chỉ thiên ma tinh vực, còn có vài tinh vực đang âm thầm xuất thủ. Thanh âm già nua nói xong, không gian ở trước mặt bọn họ đột nhiên rung động, rất nhanh, một thanh niên tay cầm cổ sao xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thanh niên này dĩ nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt ba người đều khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp ở cách bọn hắn bên không xa. Dương Diệp giấu ở bên người bọn hắn là có ý tứ gì? Không cần phải nói,
nhất định là muốn ám sát bọn hắn. Ngoại trừ Thiên Ma tinh vực, còn có những tinh vực khác đang âm thầm đối phó Thiên Vân tinh vực. Dương Diệp hỏi. Thương lão nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói. Thiên Vân tinh vực là một khối thịt mỡ, không có người không muốn đến chia một miếng. Bất quá thực lực của Thiên Ma tinh vực cường đại, bởi vậy những người kia không có khả năng phân quá nhiều, nhưng Thiên Ma tinh vực cũng không dám đắc tội quá nhiều thế lực, bởi vậy Thiên Ma tinh vực phân ra một ít lợi ích, nhưng với tư cách thù lao, những thế lực đạt được lợi ích kia sẽ âm thầm phái cường giả tương trợ Thiên Ma tinh vực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đây chính là vì nguyên nhân cái gì Thiên Vân tinh vực không có người tương trợ, nước trong đó quá sâu. Hiện tại Thiên Ma tinh vực chính là một tập đoàn lợi ích, không người nào dám đi đắc tội tập đoàn lợi ích này, bởi vì nếu như tương trợ Thiên Vân tinh vực, liền ý nghĩa sẽ đắc tội tập đoàn lợi ích khổng lồ kia, tinh vực bình thường, căn bản đắc tội không nổi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hiện tại hắn mới phát hiện, tình cảnh của Thiên Vân tinh vực so với hắn tưởng tượng còn muốn nát. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía ba người thương lão nói. Hiện tại ta ở trước mặt các ngươi. Các người muốn động thủ không? Ba người nhìn Dương Diệp một cái, cuối cùng ánh mắt lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen rơi vào trên người thương lão. Thương lão lạnh nhạt nói. Dương Diệp, trước kia ta đã từng nói qua, chúng ta sẽ không nhúng tay sự tình Thiên Vân tinh vực, người cũng có thể tùy thời rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua thương lão, trầm mặc nửa ngày, hắn nói. Ta cũng hứa hẹn với các ngươi. Chỉ cần người của các ngươi không xuất hiện ở Thiên Vân tinh vực hay nhằm vào ta, ta cũng không đến Thiên Hà tinh vực. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, biến mất ở trong hư không. Vì cái gì không lưu hắn lại? Dương Diệp đi rồi, lão giả áo đen đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy hắn sợ chúng ta sao? Thương lão nhìn hư không nói. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Lúc trước. Mục đích của hắn là muốn ám sát chúng ta. Hắn đã dám đến ám sát chúng ta, chứng minh hắn có lòng tin. Hơn nữa, như loại người này, nhất định là còn có át chủ bài cường đại. Nếu chúng ta đẩy hắn vào tuyệt cảnh, khẳng định là ngọc thạch câu phần. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói. Chúng ta bỏ lỡ thời điểm giết hắn tốt nhất rồi. Nghe vậy, lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen đều trầm mặc. Lúc nào giết Dương Diệp tốt nhất? Dĩ nhiên là lúc trước ở linh giới, lúc kia, nếu như bọn hắn cùng đi, nhất định có thể một kích tất sát Dương Diệp, cho dù có đế nữ tướng trợ, Dương Diệp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc kia, một bán thánh làm sao có thể vào mắt của bọn hắn? Lúc kia, chuyện xảy ra ở linh giới, bọn hắn căn bản không biết, toàn bộ là do người phía dưới xử lý. Mà khi bọn hắn biết, là lúc Dương Diệp từ Minh Ngục Đại Lục trở về. Mà khi đó, thực lực của Dương Diệp đã cường đại đến bọn hắn không thể làm gì rồi. Trầm mặc hồi lâu, thương lão lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta hòa giải, có lẽ cũng không tính là xấu, người này thật đáng sợ, không chừng qua vài năm, Thiên Ma tinh vực cũng không có biện pháp làm gì hắn. Hai lão giả còn lại trầm mặc, tốc độ phát triển của Dương Diệp quá nghịch thiên, lại qua vài năm, Thiên Ma tinh vực khả năng thật không có biện pháp làm gì hắn. Bất quá! Những cái này đã không có quan hệ gì tới bọn hắn. Hiện tại bọn hắn muốn làm là để cho liên minh thủ hộ giả khôi phục nguyên khí. Ly khai Thiên Hà Đại Lục, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, đi tới tinh không truyền tống trận, sau đó thông qua tinh không truyền tống trận tới tinh không chi thành. Diệp Vân Thương Hội, hiện tại Thiên Vân tinh vực như thế nào? Nhìn thấy Dạ Lưu Vân, không có hàn huyên, Dương Diệp nói thẳng. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi Thiên Vân tinh vực. Hiện tại hắn muốn làm không phải gặp đế nữ, mà là nghĩ tất cả phương pháp trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Bên đế nữ thiếu không phải hắn có thể so với cường giả thần giả cảnh, hắn đi, cũng tương đương với một vị cường giả thần giả cảnh, cái này đối với đế nữ không có bất kỳ trợ giúp, mà ở trong tối, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đế nữ tự nhiên phải gặp, nhưng hiện tại không phải lúc. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nói. Hệ thống tình báo của ta vừa mới thành lập. Căn bản cha không được sự tình chuẩn xác của Thiên Vân tinh vực. Bất quá ta đã xin đại tiểu thư của Thiên Vân Thương Hội giúp. Nhưng, bọn hắn có điều kiện. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Nàng muốn gặp ngươi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Đi, đi gặp nàng. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp đi ra Diệp Vân Thương Hội,
rất nhanh, hai người tới Thiên Vân Thương Hội. Trong đại điện, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, đại tiểu thư Nam Cung Cầm lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ta biết ý đồ đến của Dương công tử, nên ta sẽ không nhiều lời. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Ngay ở trước đây không lâu, Thiên Vân Tinh Vực lại tổn thất 4 thế giới, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực chỉ còn lại có 3 thế giới. Không chỉ như thế, lúc này đại quân của Thiên Ma Tinh Vực đã bao vây 3 thế giới kia, bất quá cường giả của Thiên Hà Tĩnh Vực đột nhiên bỏ chạy, bởi vậy cái này cắt đứt kế hoạch tiến công của Thiên Ma Tinh Vực, cho nên hiện tại Thiên Ma Tinh Vực chỉ vậy, mà không có phát động tiến công. Nói xong, Nam Cung Cầm không khỏi nhìn Dương Diệp một cái. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cường giả Thiên Hà Tĩnh Vực tại sao lại đột nhiên bỏ chạy. Đều là vì Dương Diệp. Dương Diệp ở Thiên Hà Tinh Vực làm, nàng đã biết rõ, không chỉ Thiên Hà Tinh Vực, sự tình của Dương Diệp ở Minh Ngục Đại Lục cùng Linh Giới, nàng cũng đã biết thất thất bát bát. Khủng bố. Sau khi biết được chuyện của Dương Diệp, nàng đối với Dương Diệp đánh giá là khủng bố. Đồng thời cũng làm ra một quyết định, chính là không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Dương Diệp. Còn gì nữa không? Dương Diệp lại hỏi. Nam Cung Cầm trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Dương công tử, theo ta nắm giữ tư liệu, lần này tham dự vây công Thiên Vân Tinh Vực không chỉ Thiên Ma Tinh Vực, còn có gần 7 thế lực của Tinh Vực Nhị Tinh, bất quá, những thế lực này không có xuất toàn lực, chỉ âm thầm phái ra một tí cường giả tương trợ, có lẽ là Thiên Ma Tinh Vực phân ra một ít lợi ích cho bọn hắn. Bất quá lợi ích có lẽ không lớn, bởi vậy bọn hắn chỉ tượng trưng phái ra một ít người tương trợ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường, bởi vì điều này đại biểu Thiên Ma Tinh Vực buộc chặt bọn họ lại với nhau. Nói xong, Nam Cung Cầm dừng một chút, lại nói. Thiên Vân Tinh Vực đã rơi vào tuyệt cảnh, lúc này Thiên Vân Tinh Vực, trừ khi có kỳ tích, bằng không thì. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Lúc này, không gian trước mặt Nam Cung Cầm đột nhiên rung rung, sau một lúc lâu, Nam Cung Cầm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vừa nhận được tin tức, tất cả mọi người của Thiên Vân Tinh Vực cầu đế nữ Trang Vị Nhiên gả vào Man Hoang Tinh Vực. Ở trong đó, cũng kể cả lão chiến thần Trang Vị Thiên, cùng với mẫu thân của Trang Vị Nhiên, Thiên Yêu Thiền. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Bức đế nữ. Tất cả mọi người đang ép đế nữ, kể cả cha mẹ của nàng cũng đang ép nàng. Ngoài có Thiên Ma Tinh Vực, trong có người Thiên Vực Tinh Vực cùng cha mẹ nàng, có thể tưởng tượng, lúc này đế nữ áp lực lớn như thế nào. Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại của đế nữ, Dương Diệp cảm giác lòng mình đang nhỏ máu. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Nam Cung Cầm nói. Nam Cung cô nương, mạo muội hỏi một câu, Thiên Vân Thương Hội người có lẽ có tinh vực thuộc về mình a? Nam Cung Cầm nhẹ gật đầu nói. Vân Thương tinh vực, thế lực tam tinh. Nam Cung Cầm cô nương ở trong thương hội quyền lợi nhiều đến bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi. Chúng ta là gia tộc thương hội, cho nên thương hội đều nắm giữ ở trong tay Nam Cung gia tộc chúng ta, mà cha ta chỉ có hai đứa con gái, một cái là ta, một cái là nhị muội Nam Cung Vân. Hiện tại cha DTA đã giao thương hội cho ta và nhị muội quản lý, cho nên quyền lợi của ta ở trong thương hội xem như thứ hai. Nam Cung Cầm nói, thương hội các ngươi có bao nhiêu kêu cường giả thần giả cảnh? Dương Diệp lại hỏi, hai mắt Nam Cung Cầm nhíu lại. Dương công tử là muốn Vân Thương Tinh Vực ta tương trợ Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp nói, ta biết rõ, đây không phải rất sự thật, cho nên ta hy vọng đạt được Nam Cung Cầm cô nương tương trợ. Muốn toàn bộ Vân Thương Thương Hội tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, rất không thực tế, bởi vì Vân Thương Thương Hội không phải do Nam Cung Cầm làm chủ. Bất quá, nếu như Nam Cung Cầm chịu đáp ứng tương trợ, đó cũng là một đại trợ lực. Trên mặt Nam Cung Cầm không có dáng tươi cười. Nàng đi tới một bên ngồi xuống, bưng lên chén trà nhấp một miếng, sau đó nói. Dương công tử, cho ta một lý do. Nếu như là người khác để cho nàng đi tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, nàng sẽ lập tức từ chối, đây không phải để cho nàng đi chịu chết sao? Hiện tại tình cảnh của Thiên Vân Tinh Vực người nào không biết? Hiện tại đi tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, đây tuyệt đối là muốn chết chung, bởi vì Thiên Vân Tinh Vực diệt vong đã là chú định. Hiện tại đi. Là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Bất quá nói chuyện là Dương Diệp, nàng biết rõ, Dương Diệp không phải người bình thường, cho nên nàng nguyện ý tiếp tục nghe đối phương nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dương Diệp nói. Nam Cung Cầm lắc đầu. Dương công tử,
thứ cho ta nói thẳng, ta chỉ có thấy được hiểm, không có chứng kiến phú quý. Lúc này Dạ Lưu Vân nói, Cầm tỷ, ngươi nhìn lộn chỗ, không nên nhìn Thiên Vân tinh vực, mà là nhìn hắn. Nói xong, nàng chỉ Dương Diệp. Có ý tứ gì? Nam Cung Cầm nói. Dạ Lưu Vân vuốt vuốt mái tóc bên tai, sau đó nói. Ta rất rõ cách nghĩ của Bạch Cầm tỷ, cũng lý giải. Hiện tại Thiên Vân tinh vực xác thực không có hy vọng gì, bất quá Cầm tỷ thử nghĩ thoáng một phát, vạn nhất Thiên Vân tinh vực bảo trụ. Ở dưới sự trợ giúp của Cầm tỷ, Thiên Vân tinh vực bảo trụ rồi. Này sẽ mang đến cho Cầm tỷ cái gì? Nam Cung Cầm cười cười, không nói gì. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã cực kỳ khẳng định sẽ không tương trợ Thiên Vân tinh vực. Nhưng nàng không muốn làm cho Dương Diệp và Dạ Lưu Vân khó chịu, nàng hy vọng hai người có thể thức thời không tiếp tục đề tài này. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhị tiểu thư nói chuyện. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người không chút do dự, quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, thanh âm của Nam Cung Cầm đột nhiên vang lên. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân dừng bước, Dương Diệp quay người nhìn về phía Nam Cung Cầm nói. Nam Cung cô nương, ta biết rõ, trước kia ta yêu cầu, có chút ép buộc, cũng lý giải Nam Cung cô nương khó xử, cho nên chúng ta sẽ không trách Nam Cung cô nương. Nhưng Thiên Vân tinh vực, ta không thể không trợ giúp, cho nên Nam Cung cô nương không muốn xuất thủ tương trợ, ta chỉ có thể đi tìm người khác. Nam Cung Cầm lắc đầu nói. Dương công tử, rất nhiều chuyện, là đàm phán ra. Các ngươi muốn ta tương trợ, đây cũng không phải không có khả năng, nhưng vẫn là câu nói đó. Ta hy vọng Dương công tử cho ta một lý do để ta tương trợ Thiên Vân tinh vực. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, nếu như hai vị không thể nói phục ta, chỉ sợ cũng không có khả năng thuyết phục muội muội. Còn nữa, nếu như hai vị có thể thuyết phục muội muội ta, vậy nhất định là có thể thuyết phục ta, chúng ta đều là người quen, cùng ta hợp tác không phải tốt hơn muội muội ta sao? Nam Cung cô nương muốn nói chuyện, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Nam Cung cô nương, người cảm thấy Thiên Vân tinh vực thua không nghi ngờ, nhưng ta lại không cho là như vậy. Vì cái gì? Nam Cung Cầm nói. Dương Diệp chỉ mình nói. Bởi vì ta. Nhìn thấy Dương Diệp tự tin như vậy, trong lúc nhất thời Nam Cung Cầm không biết nên nói cái gì. Dương Diệp lại nói. Nam Cung cô nương nghe qua Ngân Hà kiếm đồ chưa? Nam Cung Cầm nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên nghe qua. Lúc trước kiếm vô cực ở Minh Mục tinh vực thi triển đồ này đại chiến cường giả thần bí, uy lực có thể nói. Nói đến đây, đồng tử nàng hơi co lại. Ngươi đã nhận được Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, muốn cho nữ tử trước mắt tương trợ, nhất định phải bạo lộ một ít át chủ bài. Thấy Dương Diệp gật đầu, bàn tay như ngọc trắng của Nam Cung Cầm chậm rãi nắm lại, Ngân Hà kiếm đồ, thứ này là tồn tại siêu việt phẩm giai, hơn nữa lại là kiếm trận. Mà Dương Diệp lại là tuyệt thế kiếm tu, thứ này ở trong tay hắn, thần giả cũng phải run rẩy. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Cầm lắc đầu nói. Còn chưa đủ. Lúc này Dương Diệp nói. Nam Cung Cầm cô nương, nếu như người nguyện ý xuất thủ tương trợ, ngày sau từng thế giới của Thiên Vân tinh vực, Thiên Vân thương hội các ngươi có thể đi mở cửa hàng, trong 30 năm, không cần giao bất luận thuế phú gì. Còn có, cá nhân ta hứa hẹn, chỉ cần Dương Diệp ta bất tử. Sinh thời ta nguyện ý giúp ngươi làm 3 sự kiện. Hắn căn bản không có thẻ đánh bạc gì, bởi vậy hắn chỉ có thể bán mình. 3 sự kiện. Nam Cung Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hiện tại Dương Diệp mới đế giả, nhưng thần giả nào dám khinh thị hắn. Kinh khủng nhất không phải thực lực của hắn, mà là tiềm lực. Dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, vì nàng làm 3 sự kiện, kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng về sau thì sao? Nếu Dương Diệp không chết, dùng tiềm lực của hắn, ngày sau sẽ kinh khủng cỡ nào. Nàng là làm kinh doanh, minh bạch một việc, cái kia chính là đầu tư sinh ý, xa xa không bằng đầu tư người lợi ích càng lớn. Một khi Dương Diệp triệt để lớn lên, ví dụ như hắn đạt tới hư giả cảnh, hắn đạt tới thần giả, khi đó hắn có thể vì nàng làm một chuyện, tác dụng tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu lần này Dương Diệp đi Thiên Vân tinh vực hy sinh, nàng sẽ thua lỗ lớn. Không chỉ đắc tội đám người Thiên Ma tinh vực, hơn nữa Thiên Vân thương hội vì dẹp loạn lửa giận của đám người Thiên Ma tinh vực, nói không chừng sẽ trực tiếp hy sinh nàng.
dù không chết, nhưng về sau căn bản đừng muốn nhúng chàm sự tình Thiên Vân Thương Hội. Lợi ích lớn, phong hiểm cũng sẽ rất lớn. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Cầm dựng lên ba ngón tay nói. Ta có thể điều động ba vị cường giả thần giả cảnh, đây là cực hạn của ta. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể âm thầm đi theo ngươi, Dương công tử ngươi cũng không thể bạo lộ thân phận của bọn hắn, mà ta cũng không thể tuyên bố Thiên Vân Thương Hội sẽ trợ giúp Thiên Vân Tinh Vực. Đây là chuyện giữa ngươi cùng ta và Thiên Vân Tinh Vực, cùng Thiên Vân Thương Hội không có hệ gì, hy vọng Dương công tử lý giải. Nghe được Nam Cung Cầm nói, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, kỳ thật hắn không có ôm hy vọng gì, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thật sự nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mặc kệ đối phương là vì hắn về sau trợ giúp, hay vì cái gì, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Hy vọng về sau ta sẽ không hối hận. Lúc này, Nam Cung Cầm khổ cười nói. Cái này phong hiểm quá lớn, hiện tại nàng cầm hết thảy kể cả tương lai đánh bạc với Dương Diệp, cái này rất mạo hiểm, cực kỳ mạo hiểm. Kỳ thật Nam Cung Cầm không biết, sau đó không lâu, nàng cảm thấy rất may mắn vì quyết định của mình hôm nay. Quyết định này, không lâu sau sẽ cải biến cuộc đời của nàng, càng cải biến tương lai của Thiên Vân Thương Hội. Dương Diệp nhìn Nam Cung Cầm ôm quyền nói. Nam Cung cô nương, việc này Dương Diệp ta nhớ kỹ. Mặc kệ Thiên Vân Tinh Vực kết cục như thế nào, ngày sau nếu có phân phó, ở trong đủ khả năng, quyết không chối từ. Đương nhiên, dù quá sức, ta cũng sẽ hết toàn lực. Ba tên cường giả thần giả cảnh, cái này đối với Thiên Vân Tinh Vực trợ giúp cũng không phải một chút. Nam Cung Cầm cười nói. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có thể kết giao bằng hữu như Dương công tử, lại mạo hiểm cũng là đáng được. Nếu như nói trước kia nàng còn không quá coi trọng Dương Diệp. Như vậy sau khi biết được Dương Diệp ở Thiên Hà Tinh Vực làm những chuyện kia, địa vị của Dương Diệp đã đề cao đến một đỉnh phong. Không tiếc bất cứ giá nào kết giao. Thương hội là làm kinh doanh, nhưng nếu như không có thực lực cường đại, còn làm sinh ý gì? Ngày sau nếu Dương Diệp lớn lên, khả năng một câu nói của hắn đã có thể cải biến tương lai của nàng cùng Thiên Vân Thương Hội. Điểm này không khoa trương, Dương Diệp có tiềm lực đó. Hiện tại đi Thiên Vân Tinh Vực sao? Dạ Lưu Vũ hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta muốn đi Thiên Ma Tinh Vực trước. Thiên Ma Tinh Vực. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ đều biến đổi. Nam Cung Cầm trầm giọng nói. Dương Diệp, người phải biết, Thiên Ma Tinh Vực không phải Thiên Hà Tinh Vực, chỗ bọn hắn phòng bị xâm nghiêm, trận pháp phòng ngự nhiều vô số, hơn nữa ở chủ thành, khẳng định ít nhất còn có hai vị cường giả thần giả cảnh. Không chỉ như thế, trên người Thiên Ma khẳng định có thứ nguyên truyền tống kỳ. Một khi Thiên Ma Tinh Vực phát sinh chuyện, hắn mấy chục tức có thể trở lại Thiên Ma Tinh Vực. Hắn cũng không phải cường giả thần giả cảnh bình thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đa tạ cáo chi, chỉ là ta vẫn muốn đi Thiên Ma Tinh Vực. Vì cái gì? Nam Cung Cầm nhíu mày. Dương Diệp nói. Hiện tại ta đi Thiên Vân Tinh Vực, sẽ để cho mình bộc lộ ra, này sẽ để cho mình lâm vào bị động. Nhưng nếu như ta tập kích Thiên Ma Tinh Vực, ta nắm giữ chủ động. Đánh hay không đánh, quyền quyết định ở trong tay ta. Hơn nữa, Thiên Ma Tinh Vực khả năng không thể tưởng được ta dám đi đánh lén bọn hắn, cho nên cái này đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội giảm bớt thực lực của Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Thế nhưng rất nguy hiểm. Dương Diệp cười cười nói. Đi Thiên Vân Tinh Vực không nguy hiểm sao? Đều là nguy hiểm, vậy ta lựa chọn đi đánh lén Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này sĩ khí của Thiên Vân Tinh Vực khẳng định rất yếu, một khi ta đánh tới Thiên Ma Tinh Vực, sau đó các ngươi giúp tuyên truyền thoáng một phát, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí của Thiên Vân Tinh Vực, cũng có thể để cho đế nữ giảm bớt áp lực. Nếu như lúc trước hắn không tập kích Thiên Hà Tinh Vực, cường giả Thiên Hà Tinh Vực chắc chắn sẽ không rút về, càng sẽ không hứa hẹn không tiến công Thiên Vân Tinh Vực. Đại bản doanh gặp chuyện không may, bọn hắn còn có tâm tư đi đánh Thiên Vân Tinh Vực. Mà nếu như lúc trước hắn lựa chọn trực tiếp đi Thiên Vân Tinh Vực, cường giả Thiên Hà Tinh Vực chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Cái này là khác nhau. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn không thích bị động phòng ngự, hắn thích tiến công. Tiến công mới là phòng ngự tốt nhất. Hắn muốn tiến công. Hắn muốn chiến. Cũng không lâu lắm, ba tên cường giả thần giả cảnh của Nam Cung Cầm đi tới đại sảnh. Sau khi biết được Nam Cung Cầm muốn bọn hắn tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, ba lão giả trầm mặc. Đã qua hồi lâu, lão giả tóc bạc cầm đầu trầm giọng nói. Nhà đầu, người biết rõ,
ba lão gia hỏa chúng ta coi trọng người, cho nên ở vấn đề người thừa kế gia tộc, chúng ta đứng ở bên ngươi. Ta không muốn nghi vấn quyết định của ngươi, bởi vì ta biết rõ, người làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Ta chỉ muốn nói, ngươi thật sự đã quyết định tốt rồi. Phải biết, nếu thất bại, không chỉ chính người, rất có thể còn sẽ liên lụy toàn bộ thương. Hội. Nam Cung Cầm nói. Nguyên lão, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta muốn đánh cuộc. Ba lão giả nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nguyên lão nói. Được, người đã lựa chọn đánh bạc, những lão gia hỏa chúng ta theo người đánh cuộc một lần. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp một cái nói. Từ hiện tại, chúng ta đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn ba người ôm quyền, sau đó nói. Đa tạ ba vị tương trợ, vì không lãng phí thời gian, bây giờ chúng ta liền đi. Ba người nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Cẩn thận! Lúc Dương Diệp muốn đi, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười nói. Yên tâm, đánh không lại ta bỏ chạy, người ở tinh không thành cũng phải cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Cầm. Nam Cung cô nương, Lưu Vân ở tinh không thành căn cơ chưa đủ, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này còn cần ngươi nói. Nam Cung Cầm chừng Dương Diệp, sau đó đi đến bên cạnh Dạ Lưu Vân, kéo tay đối phương cười nói. Lưu Vân đã cùng ta kết nghĩa Kim Lan, hiện tại nàng là muội muội của Nam Cung Cầm ta, tinh không chi thành ai dám khi dễ nàng, chẳng khác nào khi dễ ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm nói. Bất kể như thế nào, đa tạ. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lần này tỷ tỷ đánh bạc rất lớn. Dương Diệp đi rồi, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Thật là rất lớn. Nam Cung Cầm gật đầu nói. Hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ Lưu Vân nói. Hy vọng như thế. Nam Cung Cầm nói khẽ. Nếu như Dương Diệp vẫn lạc, như vậy tiền đồ của nàng thật sự đã xong. Hơn nữa, gây chuyện không tốt còn có thể liên lụy toàn bộ Thiên Vân Thương Hội. Lần này đánh bạc, nàng thua không nổi. Dương Diệp mang theo ba thần giả thông qua tinh không truyền tống trận đi thẳng tới Thiên Ma Tinh Vực. Không thể không nói, tinh không truyền tống trận xác thực thuận tiện, đã có tinh không truyền tống trận, khoảng cách giữa tinh vực cùng tinh vực bị rút ngắn rất lớn. Bất quá phí truyền tống lại mắc đáng sợ, bất quá ai kêu chỉ có người ta có tinh không truyền tống trận chi. Trong tinh không, nguyên lão trầm giọng nói. Dương Tiểu Hữu, ngươi thật sự muốn đi đánh lén Thiên Ma Đại Lục. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên tin tưởng, bởi vì Nam Cung Cầm đã giao tư liệu của Dương Diệp cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn quyết định cùng Nam Cung Cầm đánh bạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Bất quá ta một người đi. Ba lão giả nhìn nhau, cuối cùng nguyên lão nói. Ngươi không cho ba người chúng ta đi theo ngươi. Có phải ngươi cảm thấy ba người chúng ta sẽ liên lụy ngươi? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không có ý tứ khinh thị ba vị tiền bối, ý của ta là, ta đi Thiên Ma Thành, mà ba vị tiền bối đi thế giới khác của Thiên Ma Tinh Vực, các ngươi lấy hết linh mạch tuyệt phẩm, linh mạch tiên phẩm của những thế giới này, tốt nhất là một cái cũng không lưu cho Thiên Ma Tinh Vực. Ăn cướp Thiên Ma Tinh Vực. Nguyên lão kinh ngạc nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ đi Thiên Ma Đại Lục. Chỗ đó ta sẽ áp chế bọn hắn, cho nên cho dù ba vị tiền bối chém giết linh mạch, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, dùng đoạt linh mạch làm chủ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, có thể thuận tay giết vài người, nhưng đừng lãng phí thời gian. Ba vị tiền bối cướp linh mạch, đều là của ba vị tiền bối. Nghe vậy, ba người không khỏi ý động, Thiên Ma Tinh Vực là một tinh vực tam tinh, ngoại trừ Thiên Ma Đại Lục, còn có rất nhiều tiểu thế giới, trong những tiểu thế giới này. Khẳng định cũng có linh mạch tuyệt phẩm. Dương Diệp chủ động đi Thiên Ma Đại Lục, chẳng khác gì chế trụ cường giả Thiên Ma Tinh Vực, hơn nữa những trong tiểu thế giới kia, cường giả khẳng định cũng có hạn, nói tóm lại, Dương Diệp là muốn để cho bọn hắn phát tài. Ba người đối với Dương Diệp hảo cảm lập tức tăng lên rất nhiều. Nguyên lão do dự một chút, sau đó nói. Thiên Ma Tinh Vực, khả năng có ít nhất hai vị cường giả thần giả cảnh, nếu không ta cùng đi với ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Lần này chúng ta tới, không phải là vì diệt Thiên Ma Tinh Vực, mục đích của chúng ta là phá hoại, cướp sạch Thiên Ma Tinh Vực. Cho nên, ba vị tiền bối tốc độ phải mau, bởi vì chúng ta phải ở trước khi cường giả Thiên Ma Tinh Vực trở về bỏ chạy, cho nên thời gian cũng không phải rất nhiều.
Nguyên lão nhẹ gật đầu nói. Tốt, Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Nói xong, ba người Nguyên lão thân hình khẽ động, biến mất ở tinh không xa xa. Sau khi đám người Nguyên lão rời đi, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, kiếm tổ cũng xuất hiện ở trong cổ sao. Trầm mặc một hồi, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới trên Thiên Ma Đại Lục, hắn cũng không có trực tiếp đi vào, như Nam Cung Cấm nói, trên không Thiên Ma Đại Lục có cấm chế cùng trận pháp cường đại. Nếu như hắn cường hành đi vào, nhất định sẽ gây ra cấm chế cùng trận pháp. Trong tinh không, Dương Diệp tay cầm cổ sao, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Đợi! Hiện tại hắn muốn làm là đợi cường giả thần giả cảnh trong đó đi ra. Bọn người Nguyên lão có lẽ lập tức sẽ động thủ, đến lúc đó, cường giả thần giả cảnh nhất định sẽ đi viện trợ, khi đó chính là cơ hội của hắn. Nếu như đi ra hai cái, hắn sẽ để cho đối phương ly khai, sau đó đợi đối phương đi rồi, hắn lại giết vào Thiên Ma Đại Lục. Nếu như xuất ra một cái, oanh, đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố từ phía dưới phóng lên trời. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ, đám người Nguyên lão đã động thủ. Dương Diệp gắt gao nhìn phía dưới, tay phải nắm chuôi kiếm thật chặt. Rất nhanh, một đạo quang ảnh từ phía dưới vọt ra. Một người, không chút do dự, thuấn không chi dực xuất hiện ở phía sau lưng Dương Diệp, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên đỉnh đầu quang ảnh. Ngươi là... Trong quang ảnh, truyền đến một âm thanh kinh nghi. Hiển nhiên, cường giả thần giả cảnh này có chút mộng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi trả lời đối phương, không có chút nói nhảm, rút kiếm chém. Thời điểm hắn rút kiếm, hắn cũng không có thu tay lại, mà rất nhanh đâm kiếm vào cổ sao, sau đó lại rút kiếm chém. Hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. A. Trên không Thiên Ma Đại Lục, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ Thiên Ma Đại Lục. Làm càn. Rất nhanh, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trong Thiên Ma Đại Lục vang lên, ngay sau đó, một cột sáng phóng lên trời, một lão giả áo đen đi tới vị trí của cường giả thần giả cảnh trước đó, mà lúc này, hắn chứng kiến chỉ có thi thể cường giả thần giả cảnh bị phân thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lão giả áo đen kia hoảng hốt. Miểu sát thần giả. Có người miểu sát một cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo đen vung tay phải lên, không gian chung quanh tầng tầng co rút lại, sau đó tạo thành một hàng rào không gian chắc chắn. Làm tốt hết thảy, thần thức hắn thi triển ra, lập tức bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm. Sau một lúc lâu, thần sắc của lão giả áo đen dần dần khó coi, bởi vì hắn cái gì cũng không có phát hiện. Theo tên cường giả thần giả cảnh kia bị giết đến hắn xuất hiện. Vẫn chưa tới hai tức, mà hai tức thời gian như vậy, đối phương dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt lão giả áo đen càng âm trầm. Đúng lúc này, một trung niên đột nhiên đi tới trước mặt lão giả áo đen, trung niên thi lễ một cái, sau đó nói. Tôn lão, vừa nhận được tin tức, có cường giả đang ở bốn phía cướp đoạt linh mạch, sơ bộ đoán chừng, đối phương chí ít có ba người, đều là cường giả thần giả cảnh. Ba cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo đen hai tay chậm rãi nắm lại, trầm mặc một lát, hắn nói. Thông chi ma chủ, nói có thế lực tương trợ Thiên Vân tinh vực, xem chỉ thị của hắn. Trung niên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát, qua không sai biệt lắm 10 tức, không gian trước mặt trung niên đột nhiên rung động. Trầm mặc một hồi, trung niên trầm giọng nói. Ma chủ có ý tứ là để cho tôn lão không cần lo cho thế giới còn lại, chỉ cần giữ vững Thiên Ma Đại Lục là đủ. Ma chủ không phái người trở về sao? Lão giả áo đen nói. Trung niên lắc đầu, sau đó nói. Ma chủ nói, chỉ cần tiêu diệt Thiên Vân tinh vực, những người âm thầm tương trợ Thiên Vân tinh vực đều là tôm tép nhãi nhép, đến lúc đó tiện tay có thể diệt. Lúc nào đám người ma chủ phát động tiến công? Lão giả áo đen hỏi. Đã tổng tiến công rồi. Trung niên nam tử nói. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu nói. Đã minh bạch. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, cùng trung niên biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người ly khai không sai biệt lắm hai canh giờ, Dương Diệp xuất hiện ở tại chỗ, lúc này Dương Diệp đã ở trong Hồng Mông Tháp khôi phục đến bình thường. Trước kia hắn cũng không rời đi, bởi vậy lão giả áo đen cùng trung niên nam tử đối thoại, hắn nghe được rành mạch.
Thiên Ma tinh vực phát khởi tổng tiến công với Thiên Vân tinh vực. Nhìn Thiên Ma tinh vực phía dưới hồi lâu, Dương Diệp lấy ra một truyền âm phù bóp nát, đã qua không sai biệt lắm 15 phút, không gian chung quanh hắn đột nhiên rung động, ngay sau đó, đám người Nguyên lão xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Dương Tiểu Hữu, Nguyên lão khó hiểu. Dương Diệp nói, ta đã được tin tức, Thiên Ma chủ đã phát động tổng tiến công với Thiên Vân tinh vực, nói cách khác, bọn hắn sẽ không rút về. Một canh giờ, chúng ta chỉ có một canh giờ, trong vòng một canh giờ, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, tốt nhất là giết sạch. Nguyên lão trầm giọng nói. Dương Tiểu Hữu, vạn nhất Thiên Vân tinh vực bị công phá. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Dương Diệp nói xong, hai mắt lập tức biến thành huyết hồng, sau đó chân phải hắn mạnh mẽ đập mạnh hư không, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Đám người Nguyên lão nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động. Vào tới Thiên Ma Đại Lục. Thiên Vân Tinh Vực. Thiên Vân Tinh Vực vốn là một tinh vực tam tinh, không chỉ có được một chung thế giới, còn có trên trăm tiểu thế giới, nhưng hiện tại, Thiên Vân Tinh Vực chỉ có một chung thế giới cùng hai tiểu thế giới ở chung quanh. Thiên Vân Đại Lục, Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành là chủ thành của Thiên Vân Đại Lục, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng của Thiên Vân Tinh Vực, nếu nơi đây thất thủ, ý nghĩa Thiên Vân Tinh Vực từ nay triệt để biến mất khỏi vũ trụ. Trên tường thành, một nữ tử hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Nữ tử mặc một bộ giáp mềm màu trắng, giáp mềm chặt chẽ bao vây lấy thân thể uyển chuyển của nữ tử, cái này để cho dáng người của nữ tử lộ ra càng thêm lửa nóng. Mái tóc như mực bị một dây lụa màu trắng buộc thành bó hạ xuống sau lưng, mái tóc không dài, vừa vặn đến eo. Ở phía bên phải nữ tử lơ lửng một thanh phương thiên hỏa kích. Cô gái trước mắt này đúng là đế nữ. Phía chân trời, mây đen rậm rạp, mưa gió nổi lên. Đúng lúc này, một trung niên cùng một mỹ phụ xuất hiện ở trên tường thành. Trung niên mặc một bộ khôi giáp màu vàng, toàn thân phát ra chiến ý lường đại, nhưng sắc mặt lại lộ ra có chút tái nhợt, hơn nữa trong mắt mang theo vẻ uể oải. Mỹ phụ ở bên cạnh trung niên nam tử thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, giống như trung niên, sắc mặt nàng mang theo một ít tái nhợt. Hai người này đúng là cha mẹ của đế nữ Trang Vị Thiên cùng với Thiên Yêu Thiền. Hai thế giới khác đã thất thủ. Đế nữ đột nhiên mở miệng. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại Thiên Vân Đại Lục. Nghe vậy, hai mắt đế nữ chậm rãi đóng lại. Vị Nhiên, người đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Thiên Ma Tinh Vực có 6 thần giả cảnh, mà bên chúng ta hiện tại chỉ còn có 3. Mà cường giả bán thần của bọn hắn càng gấp mấy lần chúng ta, hơn nữa, cường giả âm thầm của bọn hắn còn không có toàn bộ đi ra. Nếu như không phải Thiên Vân Đại Lục chúng ta có chiến thần trận, chúng ta sớm đã bị bọn hắn công phá. Nhưng hiện tại, dù có chiến thần trận, chúng ta cũng không ngăn được bọn hắn. Đế nữ mở to mắt nhìn về phía Trang Vị Thiên nói. Theo như ý tứ của phụ thân, chúng ta nên như thế nào? Gả cho Man Thiên của Man Hoang Tinh Vực. Lúc này, Thiên Yêu Thiền đột nhiên nói. Vị Nhiên, nếu như Man Thiên là một người không chịu nổi, ta sẽ không bức ngươi gả cho hắn. Nhưng Man Thiên là một tuyệt thế thiên tài thiên phú chỉ hơi yếu hơn ngươi, ngươi gả cho hắn, cũng không có nhục thân phận. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu nói. Vị Nhiên, bởi vì lúc trước ngươi kiên trì, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta đã chết rất nhiều người. Hiện tại, nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta thật sẽ xóa tên khỏi thế giới này. Coi như ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho chúng ta, đệ đệ của ngươi còn có ức vạn sinh linh của Thiên Vân Đại Lục, chẳng lẽ ngươi thật muốn tất cả mọi người chúng ta cùng ngươi chiến chết ở chỗ này sao? Đế nữ không nói gì, nhưng bàn tay như ngọc trắng phía sau nàng chậm rãi nắm lại. Thiên Yêu Thiền lại nói, Vị Nhiên, Man Hoang Tinh Vực đã đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng gả vào Man Hoang Tinh Vực, bọn họ sẽ ra mặt điều giải chuyện giữa chúng ta cùng Thiên Ma Tinh Vực, bọn hắn đã cam đoan, nếu như Thiên Ma Tinh Vực không muốn buông tha, bọn họ sẽ phái ra cường giả tương trợ. Nói cách khác, hiện tại mệnh của tất cả mọi người, đều ở trên người của ta, đúng không? Đế nữ nói. Trang Vị Thiên hít một tiếng nói. Vị Nhiên, ta biết rõ, tính tình của ngươi quật cường, sự tình lập gia đình cầu hòa, ngươi khẳng định không cách nào tiếp nhận. Nhưng hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn. Thực lực của Thiên Ma Chủ đã đạt tới thần giả cảnh đỉnh phong,
lại đạt được hai hung thủ thiên ma lang có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong tương trợ, nếu như không có chiến thần trận kiềm chế, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mà bây giờ, nếu bọn hắn cường công, coi như chiến thần trận cũng không cách nào ngăn cản hắn rồi. Tỷ, người thật sự nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người chết sao? Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, một nam tử có chút tương tự Trang Vị Nhiên đi tới. Nam tử chỉ chút ít thủ vệ trên tường thành nói. Bọn hắn, kể cả ta, phụ mẫu, cùng với ước vạn sinh linh của thiên vân đại lục chúng ta, đều có thể ở trong đại chiến chết đi, người thật sự nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người chúng ta chết sao? Đế nữ không nói gì, nhưng hai tay nắm thật chặt, móng đâm vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng tràn ra. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ nói. Người thiên hà tinh vực đã bỏ chạy, các ngươi biết tại sao không? Ba người không nói chuyện, đế nữ tiếp tục nói. Bởi vì hắn đã giúp chúng ta rồi, thiên vân tinh vực chúng ta không phải một mình tác chiến, chúng ta cũng có viện quân, chúng ta. Ngươi nói Dương Diệp, thiên yêu thiền cắt đứt đế nữ. Vị nhiên, ta nghe phần Thương Viêm từng nói qua, ngươi không chỉ đưa bảo vật chiến thần giới cho Dương Diệp, còn cùng hắn có ước hẹn 3 năm. Vị nhiên, ngươi thật sự là hồ đồ. Dương Diệp này, ta đã điều tra qua. Xác thực là một thiên tài, nhưng thì tính sao? Hắn chống đỡ được thiên ma tinh vực sao? Hắn căn bản không ngăn được thiên ma tinh vực. Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng nói. Còn nữa, hắn đến bây giờ cũng không dám ra, ta xem, hắn là không dám tới. Vị nhiên, người ký thác hy vọng vào trên người hắn, sẽ hại chết tất cả mọi người. Đế nữ lắc đầu nói. Hắn đã nói sẽ tới, thì nhất định sẽ đến. Vị nhiên. Ngươi không thể vì tất cả người sao, cũng vì chính ngươi ngẫm lại a. Thiên yêu thiền nói. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói. Vị nhiên, thiên phú của ngươi cực kỳ mạnh, mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần, đã từng đạt được cường giả thần bí chỉ điểm, tiền đồ tương lai có thể nói bừng sáng, nếu như vẫn lạc ở đây, quá không đáng. Ngươi gả vào man hoang tinh vực, đối với chúng ta, đối với ngươi đều có lợi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy. Đế nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trang Vị Thiên nói. Phụ thân, người đã từng đạt được chiến thần truyền thừa, ta hỏi ngươi, cái gì là chiến thần? Có ý tứ gì? Trang Vị Thiên khó hiểu nhìn đế nữ, không biết nàng ý gì. Đế nữ duỗi tay nắm chặt vũ khí bên cạnh, sau đó nói. Lúc trước ta ngẫu nhiên gặp phải một lão giả đạo bào, lão giả nói với ta một câu, người biết nói cái gì không? Hắn nói, chiến thần, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không nói bại, nếu có chiến, thì chiến đến chết mới ngừng, đây là chiến thần. Trang Vị Thiên trầm mặc. Đế nữ lại nói. Phụ thân, khi ta tiếp nhận đình chiến trong tay ngươi, ta đã đi lên con đường chiến thần, nếu như ta thỏa hiệp, ta chịu bại, nếu ta dùng thân thế của mình đổi lấy cái gọi là hòa bình, ta còn xứng là chiến thần sao? Ta còn xứng cầm đình chiến sao? Giọng đế nữ nặng trịch, đình chiến trong tay nàng đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, nó rung động kịch liệt. Tỷ, chẳng lẽ ngươi vì cái gọi là chiến thần, để cho tất cả mọi người chúng ta chết sao? Lúc này thanh niên kia nói. Đế nữ quay đầu nhìn về phía thanh niên, nhìn hồi lâu, nàng lắc đầu. Ngươi so với hắn, chênh lệch không phải một điểm. Sắc mặt thanh niên lập tức khó coi, L hắn tự nhiên biết đế nữ nói là ai. Thanh niên lạnh lùng nói. Tỷ, ngươi nói hắn ưu tú hơn ta. Thì tính sao? Hắn còn không phải không tới giúp ngươi. Đế nữ không để ý tới thanh niên, mà nhìn về phía Trang Vị Thiên cùng Mỹ Phụ nói. Phụ thân, mẫu hậu, ta cảm thấy, với tư cách một gia tộc chiến thần, chết đối với chúng ta mà nói, cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là chúng ta mất đi tinh thần không sợ. Các ngươi muốn ta gả vào man hoang tinh vực, có lẽ man hoang tinh vực sẽ cứu thiên vân tinh vực chúng ta một mạng, nhưng cái này đối với tất cả mọi người chúng ta mà nói. Là sỉ nhục. Nói xong, nàng nhìn về phía đỉnh chiến trong tay mình. Ta thà chết trận, quyết không sống tạm. Tốt một câu thà chết trận, không sống tạm. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trên thiên vân đại lục vang vọng lên. Nghe thanh âm kia, sắc mặt mọi người đều kịch biến. Thiên ma chủ. Đây là thanh âm của thiên ma chủ. Rất nhanh, một trung niên xuất hiện ở bên ngoài không trung thiên vân thành. Trung niên đang mặc một bộ trường bào tử kim sắc, hình thể cao lớn, có thể so với hai người trưởng thành, ở trên người hắn, tản ra một cỗ bá khí không thể địch nổi.
Ánh mắt Thiên Ma chủ rơi vào trên người đế nữ. Đế nữ, bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta có thể lập tức triệt binh, không chỉ như thế, còn có thể trả lại cho các ngươi các thế giới của Thiên Vân tinh vực. Trừ đó ra, ta còn có thể giúp ngươi khống chế chiến thần gia tộc. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, qua không được bao lâu, chúng ta có thể tiến quân đại thế giới. Nếu như đế nữ nguyện ý gả cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không tiến công, bởi vì này bằng với hòa bình thu Thiên Vân tinh vực vào túi, hơn nữa còn nhiều một vị chiến tướng. Tài sắc song thu, man hoang tinh vực, đánh cũng là cái chủ ý này. Bọn người Trang Vị Thiên có chút ý động, bọn hắn tự nhiên biết Thiên Ma chủ có ý gì, nhưng cái này tổng so với để cho Thiên Vân tinh vực triệt để biến mất thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa kể từ đó, Thiên Vân tinh vực cũng không tính là đầu hàng, ít nhất nói êm tai một ít, tính toán quan hệ thông gia. Bất quá, vẫn phải xem ý tứ của đế nữ. Bọn hắn ngược lại muốn bắt buộc đế nữ làm như vậy, nhưng thực lực của đế nữ cường đại, bọn hắn căn bản không dám làm ra hành vi quá kích gì. Đám người Trang Vị Thiên nhìn về phía đế nữ. Đế nữ ngẩng đầu nhìn Thiên Ma chủ nói. Thà chết trận, không sống tạm. Nghe đế nữ nói, sắc mặt đám người Trang Vị Thiên lập tức khó coi. Không chung, Thiên Ma chủ nhìn đế nữ nửa ngày, sau đó nói. Đáng tiếc. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, không gian đột nhiên mảng lớn rung động, rất nhanh, mấy ngàn người xuất hiện ở trên Thiên Vân Đại Lục. Ở sau lưng Thiên Ma chủ, là 6 lão giả, toàn bộ là thần giả cảnh, mà ở sau lưng 6 lão giả, có gần 70 vị bán thần, mà người còn lại, thấp nhất cũng là cường giả hư giả cảnh. Nhiều bán thần cùng hư giả cảnh như vậy, tự nhiên không phải toàn bộ là của Thiên Ma tinh vực, còn có người những tinh vực khác. Nhìn thấy đội hình bên Thiên Ma tinh vực, tất cả mọi người của Thiên Vân tinh vực sắc mặt khó coi. Nghiền áp. Thiên Ma tinh vực hoàn toàn có thể nghiền áp Thiên Vân tinh vực. Ánh mắt Thiên Ma chủ rơi vào trên người đế nữ. Đế nữ, một cơ hội cuối cùng, nếu không đáp ứng, đợi trận phá, ta tàn sát tất cả mọi người của Thiên Vân thành, nói được thì làm được. Vị nhiên. Nghe được Thiên Ma chủ nói, đám người Trang Vị Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đế nữ, phải nói, tất cả mọi người nhìn về phía đế nữ. Chỉ cần đế nữ gật đầu, trận chiến tranh này có thể tránh khỏi. Trầm mặc nửa ngày, đế nữ đột nhiên khẽ nở nụ cười. Bi ai, không nghĩ tới đến trận chiến cuối cùng, Thiên Vân tinh vực ta, thậm chí ngay cả một người dám chiến cũng không có. Nói đến đây, nàng đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Lúc này đây, là ta vì Thiên Vân tinh vực chiến một lần cuối cùng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thật có lỗi, ước hẹn 3 năm, ta muốn nuốt lời rồi. Nói xong, trên người đế nữ đột nhiên tuôn ra một cỗ hồng mang nhàn nhạt. Đốt hồn. Sorry các ông nhé, dạo trước bị sốt xuất huyết nên ca ra chương được, giờ sẽ ra đều hơn. Đế nữ ích kỷ sao? Có ít người cảm thấy nàng rất ích kỷ, bởi vì chỉ cần nàng gật đầu, chiến tranh có thể tránh khỏi. Ở tất cả mọi người xem ra, hy sinh một người, cứu vớt tất cả mọi người, là cực kỳ đáng giá. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, bất kể là gả cho man hoang tinh vực hay thiên ma tinh vực thiên ma chủ, đều chưa tính là hy sinh. Bởi vậy cho tới nay, bởi vì đế nữ không đáp ứng, bất kể là người Thiên Vân thành, hay cha mẹ của nàng, đều đối với nàng sinh lòng oán hận. Thế nhưng những người này, kể cả cha mẹ đế nữ, đều chưa bao giờ đứng ở góc độ của đệ nữ thay nàng suy nghĩ. Đế nữ là một người cao ngạo, muốn nàng dùng phương thức lập gia đình đến cứu vớt Thiên Vân tinh vực, cái này ở nàng xem ra, không chỉ là sỉ nhục của nàng, càng là sỉ nhục của Thiên Vân tinh vực, cũng là bị ai của Thiên Vân tinh vực. Dùng một nữ nhân đi đổi lấy hòa bình, đây không phải bị ai là cái gì. Hơn nữa, tín niệm võ đạo của nàng là thà chết trận, không sống tạm. Một khi nàng đáp ứng điều kiện của man hoang tinh vực hoặc thiên ma tinh vực, vậy thì ý nghĩa nàng chối bỏ tín niệm võ đạo của mình. Tín niệm sụp đổ, cái này nghiêm trọng như thế nào? Đơn giản mà nói, cả đời này nàng khả năng sẽ không có khả năng tăng lên. Nàng không muốn khuất nhục, nàng không muốn bi ai, nhưng người Thiên Vân tinh vực cùng cha mẹ nàng lại bức nàng đi tiếp thu khuất nhục cùng bi ai. Cuối cùng, nàng lựa chọn đốt hồn, vì Thiên Vân tinh vực chiến một lần cuối cùng. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng đã không trọng yếu. Bởi vì khi đó, nàng đã chết.
Trong tràng, nhìn thấy đế nữ nốt hồn, tất cả mọi người kinh hãi, kể cả đám người thiên ma chủ, tất cả mọi người không nghĩ tới đế nữ quyết tuyệt như vậy, trực tiếp lựa chọn nốt hồn. Đúng lúc này, phần thương viêm đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, phần thương viêm trực tiếp chạy tới trước mặt đế nữ, lo lắng nói. Tiểu thư, mau dừng tay, ta vừa lấy được một người thần bí phát tới tin tức, thiên ma đại lục bị Dương Diệp cùng ba vị cường giả thần bí liên thủ công phá, lúc này Dương Diệp đang ở thiên ma đại lục tàn sát cả thành. Hang ổ của thiên ma tinh vực bị chúng ta diệt sạch. Tất cả mọi người sửng sốt. Đế nữ cau mày, ngọn lửa trên người chậm rãi tắt xuống, nàng gắt gao nhìn phần thương viêm. Là thật. Chắc chắn 100%. Phần thương viêm vội vàng nói. Đế nữ ngẩng đầu nhìn hư không. Ngươi là nói cho ta biết, ta không phải một người chiến đấu, đúng không? Nhìn thấy đế nữ không đốt hồn, phần thương viêm lập tức thở dài một hơi, vừa rồi thật dọa hắn hồn bất phụ thể. Nếu để cho tên điên kia biết thiên vân tinh vực bức đế nữ nốt hồn vẫn lạc, dùng tính cách của Dương Diệp, hắn nhất định sẽ lập tức quay dao mổ về phía thiên vân tinh vực. Dương Diệp nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người của thiên vân tinh vực. Đối với điểm ấy, hắn một chút cũng không hoài nghi. Cũng may, tin tức này tới kịp, kỳ thật hắn cũng không xác định tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hắn quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần đế nữ không đốt hồn là tốt rồi. Đúng lúc này, không gian trước mặt thiên ma chủ đột nhiên rung động, rất nhanh, sắc mặt thiên ma chủ âm trầm lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người đế nữ. Không nghĩ tới ngươi còn có hậu thủ, ta thật sự rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai dám ở thời điểm này trợ giúp thiên vân tinh vực ngươi. Đế nữ không có để ý thiên ma chủ, mà nhìn về phía người thiên vân tinh vực. Nếu như các ngươi không chiến, vậy thì lựa chọn chết. Sau khi biết được Dương Diệp ở thiên ma tinh vực chém giết, nàng đối với người thiên vân tinh vực, đã không có tha thứ như trước kia. Đương nhiên, lúc này nàng càng sẽ không lựa chọn đầu hàng hoặc gả đi, bởi vì nếu như nàng làm như vậy, chẳng phải hại Dương Diệp. Mà người thiên vân tinh vực nếu như còn loại suy nghĩ này, vậy cũng tương đương với hại Dương Diệp, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Vị nhiên, lúc này, Trang Vị Thiên giống như muốn nói cái gì, nhưng đế nữ lại trực tiếp cắt đứt hắn. Hắn không phụ ta. Ta tất không phụ hắn, nếu như các ngươi còn muốn ta lập gia đình để đổi lấy hòa bình của các ngươi, hiện tại ta liền đi, ta sẽ đi thiên ma tinh vực, cùng hắn kể vai chiến đấu, ta nói được làm được. Vì cái gì Dương Diệp đi thiên ma tinh vực? Bởi vì nàng. Dương Diệp cùng thiên ma tinh vực không có cừu hận gì, hắn vốn không cần cuốn vào vòng xoáy của thiên vân tinh vực, nhưng bởi vì nàng, Dương Diệp làm việc nghĩa không chùn bước xông vào. Mà lúc này nếu nàng lựa chọn gả cho thiên ma chủ, như vậy Dương Diệp chẳng phải trở thành tốt thí. Nghe đế nữ nói, Trang Vị Thiên cùng Mỹ Phụ nhìn nhau một cái, cuối cùng Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Nghe lời ngươi, đế nữ là trụ cột của thiên vân tinh vực, cũng là tương lai của thiên vân tinh vực, nếu như nàng buông tha thiên vân tinh vực, hậu quả kia, bọn hắn không dám nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân trước kia bọn hắn không dám cường hành bức đế nữ gả đi, thực lực của đế nữ ở đó, trừ khi nàng tự nguyện. Bằng không thì không người nào dám bức nàng làm chuyện gì. Nghe vậy, đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía thiên ma chủ nói. Thiên ma chủ, nếu ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Phía chân trời, thiên ma chủ gắt gao nhìn đế nữ. Lúc này, một lão giả bên cạnh hắn nói. Ma chủ, cần chia một ít người trở về hay không? Thiên ma đại lục là chủ thế giới của thiên ma tinh vực, chỗ đó xảy ra sự tình. Đối với thiên ma tinh vực mà nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên ma chủ lắc đầu, sau đó nói. Không sao, thiên ma đại lục không còn, về sau thiên vân tinh vực là chủ đại lục của chúng ta. Nói xong, hắn vung tay phải lên nói. Tiến công, tất cả mọi người trong thành, một tên cũng không để lại. Nói xong, mọi người ở sau lưng thân hình khẽ động, vọt tới thiên hà thành. Trên tường thành, đế nữ nắm chặt đình chiến. Mở ra trận pháp, tất cả mọi người nghe lệnh, chiến đến một khắc cuối cùng. Nói xong, oanh, một đạo kim quang sáng chói từ trong thiên vân thành phóng lên trời, ngay sau đó, phía chân trời xuất hiện gần 150 kim nhân tay. Cầm trường thương, những kim nhân này cũng không phải người thật, mà do năng lượng hội tụ. Tuy là do năng lượng hội tụ, nhưng những kim nhân này lại toàn bộ là bán thần cảnh. 150 bán thần cảnh. Cùng lúc đó, trong thiên vân thành không ngừng có năng lượng phóng lên trời,
sau đó dũng mãnh vào những kim nhân kia, theo những năng lượng này tràn vào, những kim nhân kia càng như thực chất, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh hơn chút ít cường giả bán thần phóng tới Thiên Vân Thành kia rất nhiều. Ngoại trừ 150 vị kim nhân, ở phía trước nhất, còn có hai tử nhân toàn thân tản ra ánh sáng tím. Hai tử nhân này toàn thân lộ ra ánh sáng tím, là cường giả thần giả cảnh. Cái này là chiến thần trận. Chiến thần trận này là trang vị thiên đạt được chiến thần truyền thừa thu hoạch, cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thiên Vân Tinh Vực. Cũng chính bởi vì trận pháp này, Thiên Ma Tinh Vực mới đến đánh Thiên Vân Tinh Vực cuối cùng. Trận pháp này ở trong 30 năm, chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì quá tiêu hao tiên tinh thạch, dùng lúc này đây, cũng đã hao hết sạch tiên tinh thạch của Thiên Vân Tinh Vực. Chiến thần trận. Phía chân trời, khóe miệng Thiên Ma Chủ nổi lên vẻ cười lạnh, tay phải xoay tròn, sau đó hai tay kéo một phát, không gian trước mặt hắn bị kéo ra một lỗ hổng. Giống giống. Trong hắc động, đột nhiên truyền đến hai tiếng giống giận dữ, hai tiếng giống giận dữ vang lên, phương viên 10 vạn dặm như địa chấn. Rất nhanh, hai quái vật hình dạng như sói, toàn thân đen kịt xuất hiện ở trên không Thiên Vân Thành. Hai quái vật khổng lồ giống như đúc, hình dạng như sói, toàn thân đen kịt, hai mắt có thể so với đầu người trưởng thành, con mắt cũng màu đen, giống như hai hắc động, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh thật dài, không sai biệt lắm gần nửa trượng, hơn nữa cực kỳ sắc bén, ngẫu nhiên động thoáng một phát, những nơi răng nanh đi qua, không gian bị cắt ra. Bộ lông của hai quái vật rất dài, nếu như chúng đứng trên mặt đất, như vậy bộ lông đủ để phủ trên mặt đất. Nhìn thấy hai quái vật khổng lồ kia, thần sắc đám người Trang Vị Thiên vô cùng ngưng trọng, cho dù là đế nữ, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng. Thiên Ma Lang. Hung thú chính thức. Ở phiến vũ trụ này, hằng cổ đến nay, có thủy thú, ví dụ như không gian điêu, kỳ lân, những loài này đều là thủy thú, mà có thủy thú, tự nhiên cũng có hung thú, Thiên Ma Lang đúng là hung thú. Đây là hai hung thú để cho người gặp liền kinh hãi. Thần sắc đế nữ ngưng trọng, hai hung thú kia có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong, nàng tự nhiên không dám có chút chủ quan. Phía chân trời, Thiên Ma Chủ lạnh nhạt nói. Thiên Ma Lang, các ngươi không phải ưa thích ăn sao? Giết những người phía dưới kia, người trên đại lục này ta đều cho các ngươi ăn. Giống giống. Nghe được Thiên Ma Chủ nói, trong mắt hai Thiên Ma Lang lập tức bắn ra hung quang. Sau một khắc, hai Thiên Ma Lang ngửa đầu gầm lên giận dữ, sau đó lao về phía Thiên Vân Thành. Phía dưới, tay đế nữ khẽ động, cả người hóa thành một cột sáng màu trắng phóng lên trời. Đại chiến bắt đầu. Thiên Ma Tinh Vực, Thiên Ma Thành. A a a a a. Trong Thiên Ma Thành, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Lúc này ở trong Thiên Ma Thành, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể, các nơi trên đường phố. Máu tươi như dòng sông chảy xuôi, cùng lúc đó, ở trên không toàn bộ Thiên Ma Thành, tản ra một tầng xương đỏ hơi mỏng, cái này là do huyết khí quá nhiều mà hình thành huyết vụ. Trước kia bốn người Dương Diệp sát nhập Thiên Ma Thành, lập tức bị tất cả cường giả của Thiên Ma Đại Lục vây công, hiển nhiên Thiên Ma Đại Lục mạnh hơn Thiên Hà Đại Lục nhiều, hơn nữa cũng có trật tự hơn nhiều. Bởi vậy sau khi biết được bốn người Dương Diệp xâm nhập Thiên Hà Thành, cường giả trong thành cùng phụ cận đều chạy tới. Sau đó vô số người bắt đầu vây giết bốn người Dương Diệp. Mới đầu, cường giả Thiên Ma Đại Lục còn chiến ý 10 phần, nhưng không đến một hồi, những cường giả chạy đến kia bắt đầu sợ hãi. Sau khi cường giả thần giả cảnh duy nhất bị bốn người Dương Diệp vây công chết, Thiên Ma Đại Lục không ai có thể ngăn cản bốn người Dương Diệp. Đồ sát. Điên cuồng đồ sát. Đặc biệt là Dương Diệp, lúc này Dương Diệp hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt, gặp người liền giết. Vô số huyết khí liên tục không ngừng tràn vào táng thiên trong tay hắn, để cho Dương Diệp giống như một huyết nhân, không phải thoạt nhìn, mà Dương Diệp đã là một huyết nhân. Táng thiên ngược lại muốn hấp thu toàn bộ, nhưng thật sự là nhiều, bởi vậy rất nhiều huyết khí đều bị sát lục chi tâm của Dương Diệp hấp thu. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, địa ngục nhân gian. Cái này là hình ảnh chân thật của Thiên Ma Thành bây giờ. Qua không biết bao lâu. Oanh! Một cột máu đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó, phía chân trời trở nên huyết đỏ. Cùng lúc đó, một cổ sát ý kinh khủng lăng không xuất hiện ở trên không Thiên Ma Thành, ngay sau đó, cỗ sát ý này lan tràn đến toàn bộ Thiên Ma Thành. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Ma Thành đều bị một cỗ sương mù màu đỏ bao phủ, ở trong sương mù bao phủ, một ít huyền giả thực lực khá thấp bị cỗ sát ý này ăn mòn,
sau đó trở thành một máy móc giết chóc. Sát ý niết bàn cảnh. Có người đạt đến sát ý niết bàn cảnh, hơn nữa cỗ sát ý này vẫn còn dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, đám người Nguyên lão đều ngừng lại, ba người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì cỗ sát ý này hiện tại ngay cả bọn hắn cũng có thể ăn mòn. Nhưng sát ý vẫn còn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thật có lỗi, ta thất hứa. Một, sát ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, đã qua không sai biệt lắm hai khắc. Oanh, một cột máu dài rộng gần ngàn trượng đột nhiên từ trong thiên ma thành phóng lên trời, cột máu đâm thẳng thương khung, cuối cùng trực tiếp chui vào trong tinh không bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mà trong trang, khi cột máu phóng lên trời, một cỗ khí lưu thực chất bao vây cả thiên ma thành lại, trong chốc lát, toàn bộ thiên ma thành tựa như đặt mình vào trong biển máu. Ở trong thành này, ngoại trừ đám người Nguyên lão cùng một ít bán thần lực ý chí cường đại, phàm là người may mắn còn sống sót toàn bộ bị cỗ sát ý này ăn mòn, sau đó biến thành máy móc gặp người liền giết. Trong lòng ba người Nguyên lão hoảng hốt, tuy bọn hắn không có bị sát ý ăn mòn thành khôi lỗi giết chóc, nhưng cỗ sát ý này đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, tựa như hiện tại, ba người vậy mà muốn giết người, ý nghĩ này cực kỳ địa mãnh liệt. Ba người vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, để cho đầu mình bảo trì thanh tỉnh. Đã qua mấy tức, dục vọng sát nhân giảm bớt rất nhiều, sau đó ba người nhìn về vị trí Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp tựa như một vòng xoáy huyết sắc, trong thành vô số huyết khí đang dùng tốc độ cực nhanh hội tụ. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Đám người Nguyên lão nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Cũng không phải nói uy lực, bất kể là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh hay kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, uy lực đều không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá lớn, nếu quả thật muốn phân ra mạnh yếu, thì nhìn chủ nhân của bọn nó. Sở dĩ nói sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, là vì người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, khẳng định đều là nhân vật hung ác. Không phải tuyệt thế ngoan nhân, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Kinh khủng nhất chính là, kiếm ý của Dương Diệp cũng đạt tới niết bàn cảnh, dùng thiên phú của hắn, ngày sau muốn đạt tới kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, không phải việc khó gì. Song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Nghĩ vậy, ra đầu đám người Nguyên lão có chút run lên. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nếu như tăng thêm kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, chỉ bằng hai cổ ý cảnh, cũng đã có thể áp chế cường giả thần giả cảnh ít nhất mất đi một nửa sức chiến đấu. Kỳ thật đơn thuần sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là đối phó những người lực ý chí yếu kém, nửa bước quy nguyên cảnh phóng ra, có thể trực tiếp biến bọn hắn thành khôi lỗi giết chóc. Tựa như hiện tại, trong thành phàm là người còn sống, cơ bản đã biến thành khôi lỗi giết chóc, mà lúc này, những khôi lỗi giết chóc kia đang chém giết lẫn nhau. Hắn vẫn còn hấp thu huyết khí. Lúc này, một lão giả ở bên cạnh Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên lão cùng một lão giả khác ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc này Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu huyết khí. Nhìn một hồi, Nguyên lão trầm giọng nói. Không đúng, không phải hắn hút, là huyết kiếm trong tay hắn hút. Quả nhiên, ở trong vòng xoáy huyết sắc, ngoại trừ Dương Diệp, trên đỉnh đầu Dương Diệp còn lơ lửng một thanh huyết kiếm, lúc này những khí lưu kia đang điên cuồng hội tụ. Sau khi huyết khí tràn vào, huyết kiếm điên cuồng run rẩy, hơn nữa càng ngày càng thực chất hóa, trong đó máu tươi như thủy triều không ngừng lăn mình, làm cho người ta sợ hãi. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Cũng không phải nói uy lực, bất kể là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh hay kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, uy lực đều không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá lớn. Nếu quả thật muốn phân ra mạnh yếu, thì nhìn chủ nhân của bọn nó. Sở dĩ nói sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, là vì người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, khẳng định đều là nhân vật hung ác. Không phải tuyệt thế ngoan nhân, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Kinh khủng nhất chính là, kiếm ý của Dương Diệp cũng đạt tới niết bàn cảnh, dùng thiên phú của hắn, ngày sau muốn đạt tới kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Không phải việc khó gì. Song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Nghĩ vậy,
ra đầu đám người Nguyên lão có chút run lên. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nếu như tăng thêm kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, chỉ bằng hai cổ ý cảnh, cũng đã có thể áp chế cường giả thần giả cảnh ít nhất mất đi một nửa sức chiến đấu. Kỳ thật đơn thuần sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là đối phó những người lực ý chí yếu kém, nửa bước quy nguyên cảnh phóng ra, có thể trực tiếp biến bọn hắn thành khôi lỗi giết chóc. Tựa như hiện tại, trong thành phàm là người còn sống, cơ bản đã biến thành khôi lỗi giết chóc, mà lúc này, những khôi lỗi giết chóc kia đang chém giết lẫn nhau. Hắn vẫn còn hấp thu huyết khí. Lúc này, một lão giả ở bên cạnh Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên lão cùng một lão giả khác ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc này Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu huyết khí. Nhìn một hồi, Nguyên lão trầm giọng nói. Không đúng, không phải hắn hút, là huyết kiếm trong tay hắn hút. Quả nhiên, ở trong vòng xoáy huyết sắc, ngoại trừ Dương Diệp, trên đỉnh đầu Dương Diệp còn lơ lửng một thanh huyết kiếm, lúc này những khí lưu kia đang điên cuồng hội tụ. Sau khi huyết khí tràn vào, huyết kiếm điên cuồng run rẩy, hơn nữa càng ngày càng thực chất hóa, trong đó máu tươi như thủy triều không ngừng lăn mình, làm cho người ta sợ hãi. Kiếm này muốn tấn cấp. Nguyên lão trầm giọng nói. Nghe vậy, hai lão giả khác động dung, huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã là hư cấp đỉnh phong, tấn cấp, là nguyên cấp. Nguyên cấp, loại chí bảo này, coi như là bọn hắn cũng không có a. Bất quá dù Dương Diệp cho bọn hắn thanh kiếm này, bọn hắn cũng không dám lấy. Vì cái gì, đây chính là tuyệt thế hung kiếm, có thể làm cho nó nhận chủ, chỉ có loại tuyệt thế hung nhân như Dương Diệp. Nếu như bọn hắn cường hành thu phục chuôi kiếm này, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, tuy kiếm này không có khả năng địch nổi bọn hắn, nhưng nếu như không thể để cho nó cam tâm thần phục, thời khắc mấu chốt nó đến phệ phủ, vậy thì không vui rồi. Giống như kiếm linh lúc này, nếu như kiếm linh không cam tâm đi theo Dương Diệp dám cường hành thu phục chiếm nàng sao? Thời khắc mấu chốt nàng cho Dương Diệp một kiếm, Dương Diệp chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nếu như có được thực lực tuyệt đối, vậy thì khác. Đã qua không sai biệt lắm 15 phút. Oanh! Một tia máu đột nhiên từ vị trí Dương Diệp bộc phát ra, tia máu như sóng cồn bắn tung tóe, những nơi đi qua, tất cả công trình kiến trúc bị san thành bình địa, không đến 10 tức, toàn bộ Thiên Ma Thành bị tia máu phá hủy. Về phần người, kỳ thật ở trong Thiên Ma Thành, ngoại trừ đám người Nguyên lão và Dương Diệp, đã không thấy được người rồi. Rất nhanh, Dương Diệp từ trong huyết khí đi ra, ở bên cạnh hắn đi theo một thanh kiếm. Huyết kiếm. Nhưng không giống lúc trước, lúc này toàn thân táng thiên huyết hồng, loại hồng này, không phải màu đỏ tươi, mà là đỏ sậm, trừ đó ra, ở trên hai mặt thân kiếm, có hai vòng xoáy nhỏ màu đen, ở trong vòng xoáy nhỏ là vô số oan hồn, đây là oan hồn của những người bị giết, khoảng chừng ngàn vạn. Đương nhiên, trước kia bốn người Dương Diệp giết người xa xa không chỉ như vậy, phải biết có rất nhiều người, là trực tiếp thần hồn câu diệt. Ngàn vạn oan hồn. Táng thiên chứa ngàn vạn oan hồn, những oan hồn này tự nhiên không phải bài trí, ở thời điểm thích hợp, táng thiên có thể phóng ra những oan hồn này. Ngàn vạn oan hồn xuất hiện, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng phải tránh lui. Bất quá Dương Diệp không dám đơn giản thả ra, oan hồn quá nhiều, oán niệm quá mạnh mẽ, coi như là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý niết bàn cảnh cũng không dám khinh thường. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì những oan hồn này đã bị táng thiên khóa lại. Táng thiên hoàn toàn khống chế được những oan hồn kia, chỉ cần táng thiên không phản bội hắn, những oan hồn này sẽ không dám lỗ mãng. Mà có kiếm linh cùng với hồng mông tháp, cho táng thiên 10 cái gan hắn cũng không dám phản bội Dương Diệp, cũng không có lý do gì phản bội Dương Diệp. Sự thật chứng minh, đi theo Dương Diệp mới có tiền đồ. Kỳ thật bất kể là táng thiên hay kiếm linh, bọn hắn một mình tách ra, đều là rất mạnh. Bất quá bọn hắn chỉ có ở trong tay người, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như bọn hắn tách ra Dương Diệp, là không thể đối chiến với thần giả, nhưng nếu bọn hắn ở trong tay Dương Diệp, như vậy thần giả không cách nào đối kháng bọn hắn. Bọn hắn muốn trưởng thành, cũng chỉ có đi theo Dương Diệp. Kiếm linh là dựa vào kiếm ý của Dương Diệp đến để thăng chính mình, bất quá bởi vì cấp bậc của nàng quá cao, bởi vậy lúc này kiếm ý của Dương Diệp đối với nàng không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, nàng và Dương Diệp cùng nhau đi tới, chung hoạn nạn, cùng sinh tử, bọn hắn tâm đó không có ý tứ lợi dụng lẫn nhau. Táng thiên thì cần dựa vào sát nhân đến phát triển,
mà Dương Diệp vừa lúc thường xuyên sát nhân, có thể nói, hắn đi theo Dương Diệp hợp tác, quả thực quá hoàn mỹ. Trong trang, khi Dương Diệp đi đến trước mặt đám người Nguyên Lão, một mùi máu tươi lập tức bao phủ đám người Nguyên Lão, hương vị huyết tinh kia làm cho ba người không khỏi cau mày. Cùng lúc đó, trên người Dương Diệp và Táng Thiên phát ra sát ý lăng lệ ác liệt càng làm cho đám người Nguyên Lão hoảng hốt. Trong lòng ba người hơi kinh, vội vàng vận chuyển huyền khí, tản mát ra khí thế thần giả cảnh chống lại. Mà lúc này, Dương Diệp giống như huyết nhân dần dần khôi phục bình thường, nhưng Táng Thiên bên cạnh hắn vẫn tản ra mùi huyết tinh. Không chỉ như thế, trong đó phát ra sát ý còn càng ngày càng mạnh, giống như muốn tàn sát một thành. Không cần phải nói, kiếm này là giết đến nghiện rồi. Ông! Lúc này, Tăng Thiên đột nhiên bộc phát ra tiếng kiếm minh chói tai, tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó Táng Thiên trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang vào tới. Hiển nhiên nó là muốn đi sát nhân. Trở về! Lúc này thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Ở trong ánh mắt đám người Nguyên Lão, Táng Thiên đã bay đến chân trời đột nhiên hóa thành huyết quang phi về tới trước mặt Dương Diệp. Đám người Nguyên Lão. Lúc trước Táng Thiên cải biến trái tim Dương Diệp thành sát lục chi tâm, cái này ý nghĩa nó cùng Dương Diệp đã làm một thể, vốn nó vì để cho Dương Diệp sợ ném chuột vỡ bình, nhưng nó lại không nghĩ rằng trong cơ thể Dương Diệp có hồng mông tháp, Dương Diệp có hồng mông tháp, căn bản không sợ hắn chơi thủ đoạn gì. Bởi vậy đối với Dương Diệp, tuy Táng Thiên tấn cấp, nhưng cũng không dám bất kính, lại càng không dám không nghe lệnh. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt Táng Thiên, sau đó nhìn về phía đám người Nguyên Lão nói. Ba vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Ba người nhìn Dương Diệp một cái, nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Ma Thành, sau một khắc, hắn nắm Táng Thiên mạnh mẽ quét ngang, sau đó hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời. Sau khi Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm khí huyết sắc bắn tung tóe ra. Thiên Ma Thành truyền đến một tiếng nổ lớn. Thiên Ma Thành triệt để biến mất khỏi thế gian. Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Vân Đại Lục. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực chiến đấu cũng đã đến gay cấn, đế nữ đối kháng một Thiên Ma Lang, mà Trang Vị Nhiên cùng Thiên Yêu Thiền thì đối phó Thiên Ma Chủ. Bất quá lúc này ba người đều ở vào hạ phong tuyệt đối. Đế nữ còn có thể miễn cưỡng chống lại Thiên Ma Lang, nhưng vợ chồng Trang Vị Nhiên thì hoàn toàn bị Thiên Ma Chủ đè đánh. Mà còn lại một Thiên Ma Lang thì do chút ít bán thần của Thiên Ma Tinh Vực đối kháng, Thiên Vân Thành triệu hoán ra cường giả thần giả cảnh cùng bán thần, ở dưới sự tàn phá của Thiên Ma Lang, những năng lượng kim nhân kia đã tổn thất hơn phân nửa. Nghiêng về một bên, từ bắt đầu đến bây giờ, Thiên Vân Tinh Vực hoàn toàn bị áp chế. Bành! Đúng lúc này, xa xa Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền bị chấn đến ba ra mấy ngàn trượng. Mà Thiên Ma Chủ lại không có đi quản Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền, thân hình hắn khẽ động, đi thẳng tới sau lưng đế nữ, một quyền oanh tới. Chỉ cần giải quyết đế nữ, chẳng khác nào giải quyết Thiên Vân Tinh Vực. Đế nữ đang cùng Thiên Ma Lang giao thủ không nghĩ tới Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén, bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, bản năng quay người dùng đình chiến hoành ở trước mặt mình. Bành! Lực lượng cường đại oanh đế nữ ra ngoài mấy ngàn trượng, nàng vừa dừng lại. Một ngụm máu từ trong miệng phun ra, mà đúng lúc này, Thiên Ma Lang lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đụng tới. Căn bản không kịp trốn tránh. Đồng tử đế nữ hơi co lại, đình chiến bản năng chắn ở trước mặt. Bành! Đế nữ phun vài ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Hết thảy đều đã xong. Xa xa, Thiên Ma Chủ nói xong, khóe miệng nổi lên vẻ tàn nhẫn, sau đó bắn mạnh tới đế nữ. Đế nữ! Ta muốn treo thi thể ngươi ở trên tường thành phơi thây một năm, để cho mọi người biết kết cục đối kháng Thiên Ma Tinh Vực ta. Thiên Ma Lang cũng không nhàn rỗi, hóa thành một đạo ánh sáng âm u vào tới đế nữ. Xa xa, thân thể đế nữ vẫn còn bay ngược, nàng nhìn thoáng qua Thiên Ma Chủ cùng với Thiên Ma Lang càng ngày càng gần, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Thật có lỗi, ta thất hứa. Cái ước hẹn này, tự nhiên là chỉ nàng cùng Dương Diệp ước định. Đúng lúc này, trên không Thiên Vân Tinh Vực đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Trời giống như bị máu tươi giặt rửa, đỏ sậm một mảnh, mùi máu tươi ngập trời cùng sát ý vô tận như mưa to trút xuống. Tất cả mọi người kinh hãi. Thiên Ma Chủ cau mày, nhưng hắn không có đình chỉ, trái lại tốc độ nhanh hơn. Hắn biết rõ, nhất định là có giúp đỡ đến. Mà bây giờ ra tay,
tự nhiên không phải giúp hắn. Bất quá hắn không để ý, chỉ cần giết đế nữ, đại cục liền định. Thiên ma lang ở dưới hắn ra hiệu, tốc độ nhanh hơn phóng đi. Ngay thời điểm thiên ma chủ cùng thiên ma lang cách đế nữ 10 trượng, trước mặt đế nữ đột nhiên xuất hiện một người toàn thân huyết hồng. Người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn thiên ma chủ cùng thiên ma lang, trong con người của Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, tay phải hắn nắm lấy kiếm tổ mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức. Thời điểm kiếm của Dương Diệp xuất hiện, đồng tử của thiên ma chủ hơi co lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, một kiếm này mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, không dám khinh thường, tay phải hắn đưa về phía trước, một quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó trong quả cầu năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra hắc quang chói mắt, oanh về phía kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Trong tràng đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn, âm thanh như sấm tạc, chấn vô số người màng tai đau đớn. Cùng lúc đó, vô số năng lượng màu đen cùng kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe, những nơi năng lượng màu đen cùng kiếm khí đi qua, không gian bị xé nứt. Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ chân trời hiện đầy vết nứt không gian rậm rạp chằng chịt. Rất nhanh! Trong tràng khôi phục bình thường. Lúc này, thiên ma chủ cùng thiên ma lang đã xuất hiện ở ngoài hơn ngàn trượng. Thiên ma chủ nhìn tay phải của mình, có một vết kiếm sâu có thể thấy xương, nhìn thấy vết kiếm này, thần sắc hắn lập tức âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp xa xa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, mà ở bên cạnh hắn, thiên ma lang thì mắt lộ ra hung quang, muốn nhắm người thôn phệ. Không chung ngừng lại chiến đấu, nhưng chiến đấu phía dưới vẫn còn tiếp tục. Đã có đám người Nguyên lão gia nhập, đại quân Thiên Vân Thành nguyên bản liên tiếp bại lui dần dần chuyển bại thành thắng, quan trọng nhất là, sau khi đột nhiên đạt được viện quân, người Thiên Vân Thành nguyên bản đã tuyệt vọng lần nữa dấy lên hy vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người dốc sức liều mạng trước nay chưa có. Không có người muốn chết. Phía chân trời, người chính là Dương Diệp. Thiên ma chủ nhìn Dương Diệp, đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên nghe qua. Sở dĩ thiên hà tinh vực triệt binh, cũng là bởi vì Dương Diệp. Bất quá dù không có Dương Diệp, hắn cũng sẽ để cho người thiên hà tinh vực bỏ chạy. Lợi ích ở thiên vân tinh vực, hắn không muốn phân quá nhiều cho thiên hà tinh vực. Đây cũng là nguyên nhân trước kia vì cái gì hắn không có ở thời điểm thiên hà tinh vực còn, liền quy mô tiến công thiên vân tinh vực. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên ma chủ, trong con người có một tia ngưng trọng. Rất mạnh. So với kiếm hư lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, vừa rồi hắn thi triển là trảm thiên bạt kiếm thuật chân chính, nhưng đối phương lại tiếp được, hơn nữa chỉ hơi có chút vết thương nhỏ. Coi như là kiếm hư lúc trước, sau khi ngạnh kháng trảm thiên bạt kiếm thuật, cũng bị hắn chảm gãy một cánh tay. Mà thiên ma chủ chỉ bị có chút vết thương nhỏ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía đế nữ, vẫn là đế nữ lúc trước, bất quá không có lạnh nhạt cùng thong dong như lúc trước mới gặp. Lúc này sắc mặt nàng không chỉ tái nhợt, còn mang theo mỏi mệt, có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này nàng vượt qua như thế nào. Ngoài có cường địch, trong có vô số người bức nàng, mà những người này, đều là thân nhân của nàng. Loại tư vị này, chỉ có người hưởng qua mới biết được khổ như thế nào. Thời điểm Dương Diệp nhìn đế nữ cũng đang nhìn Dương Diệp. So với lúc trước, lúc này Dương Diệp thoạt nhìn thành thục hơn một ít. Duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt của Dương Diệp, vẫn như lúc trước, tràn đầy tự tin. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm vòng eo mềm mại của đế nữ, sau đó hôn nhẹ môi nàng một cái. Thân thể mềm mại của đế nữ cứng ngắc. Dương Diệp cũng không có hôn quá lâu, vừa chạm liền phân, hắn cười cười. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại, ta rốt cục có thể bảo hộ ngươi một lần rồi. Nếu như không có đế nữ... Hắn thật không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đặc biệt là ở linh giới, lần kia thật là tuyệt cảnh, nếu như không phải đế nữ, lần kia thật không có bất kỳ đường sống. Với tư cách nam nhân, một mực bị nữ nhân bảo hộ, quá khó chịu. Hiện tại, có thể bảo hộ nàng một lần, đối với Dương Diệp mà nói, cảm giác rất tự hào. Đế nữ nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến, nếu như không tới, như vậy khẳng định ngươi đã chết. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Hiện tại không phải thời điểm chúng ta nói chuyện yêu đương. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía thiên ma chủ nói. Một người một sói này, ngươi chọn ai? Ngươi tuyển. Đế nữ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu,
cũng không khách khí, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Ma chủ. Thiên Ma chủ, kỳ thật, ta vẫn rất bội phục ngươi, Thiên Ma thành đã mất, ngươi lại có thể trấn định tự nhiên, ngươi còn hung ác hơn ta. Hai mắt Thiên Ma chủ nhíu lại. Thiên Ma thành không còn. Như thế nào, ngươi không biết? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thiên Ma chủ cau mày, cái này kỳ thật cũng không trách hắn, ban đầu đám người Dương Diệp ở Thiên Ma tinh vực, bốn người bọn họ xuất thủ, trước giết đúng là cường giả thần giả cảnh, ở dưới bốn người Dương Diệp vây công, cường giả thần giả cảnh kia cơ hồ là bị miểu sát. Không chỉ cường giả thần giả cảnh kia, những bán thần còn lại cơ hồ cũng bị miểu sát. Phải biết, Dương Diệp tăng thêm đám người nguyên lão, đã có thể so với bốn cường giả thần giả cảnh. Bởi vậy Thiên Ma thành căn bản không có người kịp truyền tin tức cho Thiên Ma chủ, còn lại những người kia, thực lực quá thấp, cũng không có tư cách cùng Thiên Ma chủ đối thoại, bởi vậy dù bọn hắn muốn thông báo Thiên Ma chủ, cũng thông chi không được. Trong tràng, Thiên Ma chủ vung tay phải lên, một truyền âm phù kích xạ ra, sau đó trên không trung nổ tung, qua một hơi, không có bất kỳ đáp lại. Hai mắt Thiên Ma chủ nhíu lại, rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Một cỗ thần niệm trực tiếp xuyên thủng hư không trước mặt, tìm kiếm về phía Thiên Ma đại lục. Dương Diệp cũng không ngăn cản Thiên Ma chủ, bởi vì hắn đã hóa thành một đạo huyết quang vào tới đại quân của Thiên Ma tinh vực. Sau khi nhảy vào trong đại quân, một cỗ sát ý kinh khủng lan ra, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người Thiên Ma tinh vực. Ở dưới sát ý bao phủ, ngoại trừ thần giả cùng với cường giả bán thần, những người còn lại trực tiếp bị cỗ sát ý này ăn mòn, sau đó biến thành khôi lỗi giết chóc. Gặp người liền giết. Mà những cường giả bán thần kia thì ở dưới sát ý ăn mòn, tâm thần nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, tâm thần ảnh hưởng, thực lực cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi Dương Diệp gia nhập, thế cục lập tức nghịch chuyển. Thời điểm Dương Diệp muốn đại giết tứ phương, Thiên Ma chủ đột nhiên mở mắt, giờ phút này trong mắt hắn hiện đầy dữ tợn, một cổ khí tức đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, những nơi đi qua, không gian bị đánh rách tả tơi, làm cho người sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đã được biết tình huống của Thiên Ma đại lục. Dương Diệp. Ánh mắt của Thiên Ma chủ rơi vào trên người Dương Diệp, trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Tốt một cái Dương Diệp, vậy mà tàn sát cả Thiên Ma thành, tốt, rất tốt. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn tất cả người có liên hệ với ngươi chết thảm ở trước mặt. Tất cả người có liên hệ với ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong. Tay phải hắn mạnh mẽ tìm tòi, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó chảo tới Dương Diệp. Xa xa, đế nữ cau mày, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại hóa thành một đạo huyết quang bắn mạnh tới Thiên Ma chủ. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thân hình khẽ động, tay cầm đỉnh chiến hóa thành một đạo bạch quang vào tới Thiên Ma lang. Phía chân trời, thời điểm Dương Diệp đụng vào bàn tay khổng lồ của Thiên Ma chủ. Oanh! Toàn bộ chân trời bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian sụp đổ, nhưng Dương Diệp cùng Thiên Ma chủ lại không dừng tay, hai người trực tiếp ở trong vết nứt không gian đại chiến. Rầm 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 oanh, phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Không gian chung quanh Dương Diệp cùng Thiên Ma chủ không ngừng sụp đổ, không ngừng chôn vùi, sau đó lại không ngừng chữa trị, nhưng mỗi lần vừa mới chữa trị, liền sụp đổ lần nữa. Lực lượng của hai người quá mạnh mẽ. Mà ở phía dưới, bởi vì có sát ý của Dương Diệp trợ giúp, thế cục bắt đầu hiện lên nghiêng về một bên, bởi vì cơ hồ chín thành người của Thiên Ma tinh vực đều bị sát ý của Dương Diệp ăn mòn, bởi vậy lúc này những người kia gặp người liền giết, cho dù là người bên bọn hắn cũng giết, đại bộ phận người của Thiên Ma tinh vực đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà những cường giả bán thần cùng hư giả cảnh kia, mặc dù không có bị sát ý triệt để ăn mòn, nhưng cũng bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, tâm trí không yên. Thực lực giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống này, bên Thiên Ma tinh vực tự nhiên đánh không lại Thiên Vân tinh vực. Bất quá chính thức quyết định thắng bại, là đám người Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp cùng đế nữ không thể chiến thắng Thiên Ma chủ cùng Thiên Ma lang, cho dù phía dưới toàn bộ chết hết cũng không có ý nghĩa gì. Trái lại cũng như thế. Bành! Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm nổ vang, ngay sau đó Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Thiên Ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ta sẽ để cho ngươi cả đời sống ở trong thống khổ, ta sẽ để cho tất cả người ngươi để ý ở trước mặt ngươi nhận hết thống khổ, ta. Nói nhảm quá nhiều. Xa xa, Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Thiên Ma chủ nói,
sau đó chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành kiếm quang bắn mạnh tới Thiên Ma Chủ. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong chớp mắt đi tới đỉnh đầu của Thiên Ma Chủ, ngay sau đó kiếm thần ấn ở mi tâm phát sáng lên, thời điểm kiếm thần ấn phát sáng, kiếm ý quanh người hắn uy lực lập tức tăng gấp đôi. Lúc này, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chính thức. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ra chỉ sát ý nửa bước quy nguyên cánh cùng kiếm ý niết bàn cảnh. Oanh! Kiếm ra, không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi lực lượng của kiếm, mà ầm ầm sụp đổ. Mà thời điểm kiếm ra, đồng tử của Thiên Ma Chủ bỗng nhiên co rụt lại, kiếm kỹ của Dương Diệp vô cùng cường đại, hiện tại lại ra chỉ hai loại ý cảnh, đặc biệt là sát ý, đây chính là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, không chỉ có sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, còn có kiếm ý niết bàn cảnh. Thiên Ma Chủ không dám có chút chủ quan, hai tay lập tức xoay tròn, sau đó mạnh mẽ vỗ tới. Oanh! Một đạo hắc quang xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó hắc quang mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hắc quang lập tức oanh lên đạo kiếm khí kia của Dương Diệp. Oanh! Kiếm khí cùng hắc quang vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian sụp đổ vỡ vụn, cùng không gian vỡ vụn còn có hắc quang, mà đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lại không vỡ, chỉ mờ đi một ít. Kiếm khí tốc độ không giảm, bay thẳng đến Thiên Ma Chủ. Oanh! Phía chân trời lần nữa vang lên tiếng oanh minh. Sau đó Thiên Ma Chủ bị kiếm khí chấn lui hơn 2.000 trượng. Dương Diệp vừa định thừa thắng xông lên, nhưng lúc này, một bàn tay khổng lồ chui ra, sau đó nghiền áp đến. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay trái khẽ nhúc nhích, kiếm tổ biến thành Táng Thiên, sau đó hắn cầm chặt Táng Thiên rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí huyết sắc kích xạ ra, lập tức đụng vào bàn tay. Oanh! Nương theo một tiếng nổ lớn. Kiếm khí huyết sắc cùng bàn tay khổng lồ đồng thời biến mất ở trên không trung. Dương Diệp cũng không có truy kích, mà lấy ra tiên tinh thạch nuốt vào. Lúc này hắn đã bỏ lỡ cơ hội truy kích đối phương, hiện tại truy kích cũng không có ý nghĩa quá lớn, trước khôi phục huyền khí tác dụng càng lớn. Thời điểm bổ sung huyền khí, Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Lúc này bên Thiên Vân Tinh Vực ở dưới đám người Nguyên Lão dẫn dắt hoàn toàn đè đánh Thiên Ma Tinh Vực. Bất quá con Thiên Ma Lang còn lại có chút phiền toái, áp chế hai thần giả của Thiên Vân Tinh Vực, cũng chính là Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Hơn nữa hai người đối kháng Thiên Ma Lang còn có chút lực bất tòng tâm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia bọn hắn bị Thiên Ma Chủ đả thương, bất quá Thiên Ma Lang cường đại là không thể nghi ngờ. Về phần đế nữ, bên đế nữ ngược lại không có vấn đề gì lớn, đế nữ một mình đối kháng một Thiên Ma Lang rất thoải mái, bất quá muốn chiến thắng là rất khó khăn. Thiên Ma Lang rất mạnh, cực kỳ mạnh, có thể nói hai con liên thủ, coi như là Thiên Ma Chủ chỉ sợ cũng khó chống đỡ. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ma Chủ xa xa, mặc kệ phía dưới chiến đấu như thế nào, chính thức quyết định vận mệnh của Thiên Ma Tinh Vực cùng Thiên Vân Tinh Vực là trận chiến của hắn cùng với Thiên Ma Chủ. Hắn thắng, Thiên Vân Tinh Vực thắng, hắn bại, Thiên Vân Tinh Vực bại. Xa xa, Thiên Ma Chủ nhìn hai tay của mình. Lúc này hai tay của hắn chỉ còn lại một nửa. Không chỉ như thế, vừa rồi dư uy của đạo kiếm khí kia càng chấn thân thể hắn bị thương, bất quá cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thiên Ma Chủ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này hắn chính thức thu hồi khinh thị với Dương Diệp. Trước kia mặc dù có chút khiếp sợ thực lực của Dương Diệp, nhưng đối với Dương Diệp, hắn không có quá để ở trong lòng. Bởi vì Dương Diệp bất quá là một đế giả, mà hắn là cường giả thần giả cảnh. Một cường giả thần giả cảnh, cần đi coi trọng một đế giả sao? Trước kia hắn cảm thấy không cần, nhưng hiện tại hắn cảm giác phải cần rồi. Thế gian này, có một loại người gọi là yêu nghiệt, loại người này, không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp là loại người kia. Bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Chủ, hai người đều không nói gì. Không chung, hai người nhìn nhau, sau một khắc. Hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Hai người vừa biến mất, phía chân trời truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng, mà Thiên Ma Chủ chỉ lui không đến trăm trượng liền ngừng lại. Nhưng ở trước ngực hắn lại có thêm một kiếm động, giờ phút này máu tươi đang tràn ra. Xa xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một dấu tay màu đen, trong đó không ngừng tản ra lực lượng thần bí tàn phá ra của hắn. Không đến một hồi, làn da trước ngực Dương Diệp biến thành ngăm đen, còn dùng tốc độ cực nhanh lan tràn.
Lúc này khóe miệng Thiên Ma chủ nổi lên vẻ mỉa mai. Dương Diệp, trưởng này tên Thiên Ma trưởng, phối hợp với tử vong chi lực ta lĩnh ngộ, coi như là cường giả thần giả cảnh chúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ ăn một kiếm của ngươi. Thật sự là buồn cười. Bất quá ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ lưu lại hồn phách của ngươi, không cho ngươi thần hồn câu diệt. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn tất cả người thân nhất của ngươi nhận hết tra tấn ở trước mặt ngươi. Ta, Thiên Ma chủ nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì trước ngực Dương Diệp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, rất nhanh, không đến hai tức, trước ngực Dương Diệp đã triệt để khôi phục bình thường, kể cả trưởng ấn trước kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Trong mắt Thiên Ma chủ tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Ma chủ. Cái này là tử vong chi lực ngươi nói. Quá rác rưởi a. Kỳ thật lúc này Dương Diệp vẫn lòng còn sợ hãi, tử vong chi lực kia cực kỳ khủng bố, vừa rồi chính hắn cũng bị hù, bởi vì tử khí quá nồng đậm, cũng quá tinh khiết. Căn bản không phải chút ít tử khí trước kia hắn bái kiến có thể so sánh. Bất quá cũng may, dù khủng bố như vậy, cũng không ngăn được hồng mông tử khí chữa trị. Phải nói hồng mông tử khí là khắc tinh của tử khí. Kỳ thật có hồng mông tử khí, thân thể của hắn là trăm tà bất xâm, bất kể là tử khí hay độc khí. Với hắn mà nói, đều không có tác dụng. Xa xa, Thiên Ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Tốt, ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Khó trách có thể dùng tuổi như vậy đạt đến tình trạng bây giờ. Hôm nay ta muốn nhìn, năng lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu. Nói xong, thân linh hắn khẽ động đi tới không trung, sau đó song tay khẽ vẫy, trong chốc lát. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều tuôn ra. Ngay sau đó, tay phải của Thiên Ma chủ đưa ra, rất nhanh, trên bàn tay xuất hiện một vòng xoáy năng lượng, một cổ uy áp khủng bố không ngừng từ trong đó tuôn ra. Yên lặng một cái chớp mắt, trong mắt Thiên Ma chủ hiện ra lệ khí, sau đó lòng bàn tay khẽ đảo, mạnh mẽ vỗ xuống Dương Diệp. Thiên Ma trưởng. Theo thanh âm của Thiên Ma chủ vang lên, từng trường ấn màu đen không ngừng từ trong tay hắn hiện ra. Những trưởng ấn này một đạo đón lấy một đạo oanh xuống. Những nơi trưởng ấn đi qua, không gian cũng không xuất hiện một chút chấn động. Cường giả thần giả cảnh siêu thoát ngũ hành, bọn hắn có thể làm cho huyền kỹ mình thi triển không ở trong ngũ hành, tựa như trưởng ấn của hiện tại hắn, giờ phút này những trưởng ấn kia không nhìn bất luận phòng ngự gì. Cho dù ngươi làm không gian sụp đổ, hoặc không gian gấp cũng không có tác dụng, bởi vì chúng siêu thoát ngũ hành, cũng siêu thoát không gian. Dương Diệp muốn phá những trưởng ấn kia, chỉ có một biện pháp, chính là dùng lực phá. Bởi vì hắn không phải cường giả thần giả cảnh, cũng không có năng lực siêu thoát ngũ hành giống như Thiên Ma chủ, hắn duy nhất có thể làm là lực phá, cũng chính là để cho lực lượng của mình đột phá ngũ hành. Không có lựa chọn, chỉ có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, ngay sau đó, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập hư không. Cả người hóa thành kiếm quang bắn mạnh tới. Thời điểm đi vào trước mặt trưởng ấn, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, sau đó tay phải nắm kiếm tổ rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, toàn bộ chân trời ở dưới tiếng kiếm minh chấn động trực tiếp rạn nứt ra. Rầm 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 oanh! Thời điểm kiếm của Dương Diệp bổ ra, trưởng ấn ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó trưởng ấn ở đằng sau cũng vỡ vụn. Phía chân trời, truyền đến tiếng oanh minh không ngớt không dứt. Rất nhanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp từ phía chân trời rơi xuống, xa xa, đế nữ nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co lại, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại ngừng ở trên không trung, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Oanh! Phía chân trời, lần nữa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Đã qua không sai biệt lắm hai tức, Dương Diệp cùng Thiên Ma chủ đều ngừng lại, hai người cũng không có xuất thủ tiếp. Sở dĩ Thiên Ma chủ không có xuất thủ, là vì chiến đấu phía dưới, lúc này chiến đấu phía dưới đối với Thiên Ma tinh vực cực kỳ bất lợi, bởi vì lúc trước sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, lúc này người bên hắn đã chết gần 7 thành, mà còn lại 3 thành đang điên cuồng tự giết lẫn nhau. Nếu như không phải có Thiên Ma lang cùng vài cường giả thần giả cảnh kiềm chế, bên Thiên Ma tinh vực đã toàn quân bị diệt. Hai mắt Thiên Ma chủ chậm rãi đóng lại, hắn biết rõ, lại kéo nữa, hắn sẽ thành quan can tư lệnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Thiên Ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói. Nếu Thiên Ma tinh vực bại, trước kia hứa hẹn cho các ngươi lợi ích,
kể cả các ngươi đã được, đều toàn bộ nhổ ra. Cho nên còn muốn xem đùa giỡn sao? Nói xong, qua không sai biệt lắm mấy tức, không gian phía chân trời đột nhiên rung động. Ngay sau đó, bảy lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Nhìn thấy bảy lão giả, xa xa hai mắt Dương Diệp lập tức nhắm lại, cùng lúc đó, phía dưới người Thiên Ma tinh vực cùng Thiên Vân tinh vực đang kịch chiến cũng ngừng lại. Sắc mặt người Thiên Vân tinh vực đều khó coi. Bởi vì bảy lão giả này, toàn bộ đều là thần giả. Bảy tên thần giả. Số lượng này, đủ để làm cho thế cục lập tức nghịch chuyển. Một khi bảy thần giả gia nhập chiến đấu, bất kể là Dương Diệp hay đám người Nguyên lão phía dưới, khẳng định đều lập tức tan tác. Điểm này không thể nghi ngờ. Sau khi bảy tên thần giả xuất hiện, cũng không có xuất thủ. Trong trang, tất cả mọi người ngừng lại, đế nữ về tới bên cạnh Dương Diệp. U Lam tinh vực, Minh Mạng tinh vực, Thiên Lan tinh vực, Vân Thần tinh vực, Hoàng Viêm tinh vực, Thương Phạm tinh vực, Thanh Minh tinh vực. Bên cạnh Dương Diệp, đế nữ nói. Bảy người này đến từ bảy tinh vực, toàn bộ đều là tinh vực nhị tinh, cũng là thế lực âm thầm tương trợ Thiên Ma tinh vực. Dương Diệp nhìn lướt qua bảy người kia, sau đó nói. Sao bọn hắn không ra tay? Đế nữ nói. Lợi ích, trước kia không ra tay, là muốn lợi dụng chúng ta suy yếu Thiên Ma tinh vực, hiện tại không ra tay, là muốn cùng Thiên Ma tinh vực đàm phán lợi ích, chia cắt ích lợi của chúng ta. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, cũng không nói chuyện, lấy ra tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó thò tay kéo tay đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cho rằng Dương Diệp muốn chiếm tiện nghi của nàng, đang muốn nói chuyện, lúc này một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong tay Dương Diệp truyền đến tay nàng, cỗ lực lượng này theo tay của nàng tiến vào cơ thể, sau đó tán nhập tứ chi bách hải, dùng tốc độ cực nhanh chữa trị thương thế trước kia. Trong con người đế nữ có một tia khiếp sợ, bởi vì tốc độ chữa trị thật sự là quá nhanh. Đây là huyền khí gì? Đế nữ hỏi. Dương Diệp cười nói. Về sau nói cho ngươi biết. Hiện tại trước tiên điều trị tốt tổn thương. Sở dĩ không ra tay, tự nhiên là vì khôi phục huyền khí cùng chữa thương, lúc này là cơ hội khó được. Nếu để cho đám người Thiên Ma chủ biết rõ năng lực chữa trị của Dương Diệp nghịch thiên như thế, bọn hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ, đáng tiếc bọn hắn không biết. Thời điểm khôi phục huyền khí, Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, lúc này cường giả thần giả cảnh bên Thiên Vân tinh vực có 3 vị, đế nữ cùng cha mẹ của nàng. Tăng thêm hắn mang đến đám người Nguyên lão, có 7 vị, trước kia chiến thần trận triệu hoán ra cường giả thần giả cảnh đã bị đánh tan. Mà bên Thiên Ma tinh vực, nguyên bản trừ Thiên Ma chủ cùng 2 Thiên Ma lang, bọn hắn có 6 cường giả thần giả cảnh, nhưng trước kia một cường giả thần giả cảnh vẫn lạc, bởi vậy hiện tại cộng thêm Thiên Ma chủ cùng 2 Thiên Ma lang, cường giả thần giả cảnh có 8 vị. Kỳ thật cường giả thần giả cảnh bên Thiên Ma tinh vực hơi chiếm ưu thế. Nhưng huyền giả dưới thần giả cảnh của bọn hắn lại ở vào hoàn cảnh xấu. Cái này tự nhiên là bởi vì Dương Diệp, dưới thần giả cảnh đều bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, bởi vậy trong những người này, đại bộ phận căn bản không có đi đối kháng Thiên Vân tinh vực, mà tự giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thiên Ma chủ không dám đánh tiếp, Thiên Ma tinh vực ngoại trừ cường giả thần giả cảnh, chỉ sợ đều phải chết sạch. Khi đó dù thắng, đó cũng là thắng thảm. Loại kết quả này không phải hắn muốn. Bởi vậy hắn chỉ có thể xin những tinh vực khác giúp đỡ. Bất quá cái này phải trả giá lớn. Xa xa, Thiên Ma chủ nhìn lướt qua bảy lão giả, sau đó nói. Chư vị, trước kia chừng trăm thế giới của Thiên Vân tinh vực đã rơi vào trong tay chúng ta, ta nghĩ chư vị chắc chắn sẽ không muốn chắp tay nhường lại, đúng không? Lúc này lão giả áo bào tím cầm đầu cười cười nói. Thiên Ma chủ. Chúng ta tự nhiên sẽ không cho ra. Bất quá, trước kia chúng ta vốn muốn xuất binh tương trợ Thiên Ma tinh vực ngươi đánh Thiên Vân tinh vực, đáng tiếc ngươi lại cự tuyệt. Mà bây giờ, ha ha, hiện tại ngươi điểm danh muốn chúng ta xuất thủ, cái này. Thiên Ma chủ gắt gao nhìn lão giả áo bào tím lại không sợ, cùng Thiên Ma chủ đối mặt. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không dám đắc tội Thiên Ma chủ, phải biết, Thiên Ma tinh vực là tinh vực tam tinh. Thực lực viễn siêu bọn hắn. Nhưng hiện tại, Thiên Ma tinh vực chết thì chết, tàn thì tàn, thực lực đã không bằng trước, hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Một lát sau, Thiên Ma chủ nói. Trước kia Thiên Ma tinh vực ta lấy được thế giới lại phân ra một nửa cho chư vị, có lẽ chư vị hài lòng a? Người của chúng ta hơi nhiều. Lão giả áo bào tím nhìn Thiên Ma chủ.
Hai mắt thiên ma chủ nhíu lại, nhìn lão giả áo bào tím hồi lâu, hắn nói. Sáu thành, cực hạn của ta. Còn nữa, làm người không thể quá tham, người cảm thấy thế nào? Lão giả áo bào tím nhìn thiên ma chủ hồi lâu, sau đó cười nói. Đương nhiên. Nói xong, lão giả áo bào tím quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng đế nữ, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Dương Diệp thoáng một phát, sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Đế nữ, hôm nay thiên vân tinh vực đã xem như triệt để xong. Lại chiến xuống dưới, sẽ chỉ là ngọc thạch câu phần. Chúng ta làm việc không thích làm tuyệt, chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện của chúng ta có thể triệt binh, cho các ngươi một con đường sống. Đế nữ đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nắm tay nàng thật chặt, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, Dương Diệp nhìn nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía lão giả áo bào tím nói. Nói nghe một chút, lão giả áo bào tím nhìn Dương Diệp một cái, hắn tự nhiên không dám khinh thị Dương Diệp là tuyệt thế thiên tài có thể chống lại thiên ma chủ A. Lão giả áo bào tím có chút trầm ngâm, sau đó nói. Rất đơn giản, điều thứ nhất, từ nay về sau, thiên vân đại lục phong bế thế giới, mặc kệ người nào cũng không được ra ngoài, đương nhiên không phải vĩnh cửu, 100 năm, trong 100 năm, tất cả mọi người của thiên vân đại lục, kể cả đế nữ cũng không thể ly khai thiên vân đại lục. Thứ hai, thiên vân đại lục hàng năm phải giao nộp cho chúng ta 50 vạn tiên tinh thạch. Nghe được lão giả áo bào tím nói, sắc mặt đám người trang vị thiên lập tức khó coi. Nghiền ép, bóc lột. Lão giả áo bào tím muốn thời gian dài nghiền ép và bóc lột thiên vân tinh vực. Như vậy giống như chăn heo, nuôi cho mập rồi làm thịt. Tuy có thể đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, nhưng cái đó là khuất nhục chính thức. Hơn nữa một khi thiên vân tinh vực suy yếu, những người này nhất định sẽ cho thiên vân tinh vực một đao. Đừng nói đế nữ, ngay cả đám người trang vị thiên cũng sẽ không đáp ứng. Kỳ thật chỉ cần là người chơi có chút tâm huyết đều sẽ không đáp ứng. Thiên ma chủ nhìn thoáng qua lão giả áo bào tím, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì mặc kệ thiên vân tinh vực đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện này, với hắn mà nói đều không có chỗ xấu. Nếu như thiên vân tinh vực đáp ứng hai điều kiện kia, cái kia đương nhiên tốt, có thể nuôi cho mập rồi làm thịt, nếu như không đáp ứng cũng không sao, bởi vì thiên vân tinh vực không đáp ứng, vậy cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là khai chiến. Mà lúc này, thực lực bên bọn hắn đã có ưu thế tuyệt đối. Trong trang, sau khi lão giả áo bào tím nói xong, ánh mắt rơi vào trên người đế nữ, hắn biết rõ, có thể làm chủ thiên vân tinh vực, là đế nữ. Giống như thiên ma chủ nghĩ, hắn cũng không sợ đế nữ không đáp ứng, không đáp ứng. Tốt, vậy thì chiến, dù sao bên bọn hắn có thực lực tuyệt đối. Bất quá hắn hy vọng đế nữ đáp ứng, bởi vì kể từ đó, bọn hắn có thể binh không dính máu. Dù sao lúc này bên đế nữ vẫn còn có chút thực lực, nếu liều chết, bên bọn hắn nhất định sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Đế nữ cũng không trả lời lão giả áo bào tím, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, sau đó kéo tay đế nữ đi tới trên không Thiên Vân Thành. Hắn cùng với đế nữ nhìn về phía Thiên Vân Thành, lúc này Thiên Vân Thành trải rộng thi thể, thảm trạng cũng chỉ đỡ hơn Thiên Ma Thành một ít. Nhưng thật ra là tốt hơn nhiều. Trước kia thiên ma thành, đã không thể dùng thảm để hình dung. Đám người lão giả áo bào tím không có xuất thủ, đều nhìn về phía Dương Diệp, bọn hắn muốn biết Dương Diệp muốn làm cái gì. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào những người còn sống, lúc này, những người kia cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt của những người này, Dương Diệp thấy được một loại ý nghĩ tuyệt vọng. Xác thực, lúc này thiên vân đại lục căn bản không có hy vọng, ít nhất mọi người nhìn không thấy hy vọng. Tuy Dương Diệp bày ra thực lực rất mạnh, nhưng hắn không có khả năng đối kháng được 6 cường giả thần giả cảnh. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Trước kia hắn nói các ngươi cũng nghe được, ta hỏi các ngươi nguyện ý giống như chó không có tôn nghiêm sống tiếp sao? Mọi người không có trả lời, kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần có thể sống, đừng nói làm chó, làm cái gì cũng được. Đối với tử vong, là người đều sợ hãi, cũng không có ai muốn chết. Không có người hưởng ứng, Dương Diệp sờ lên mũi, hơi có chút xấu hổ, hắn thiếu chút nữa quên, đây không phải tận thế thành, những người phía dưới kia cũng không phải kiếm minh. Nếu như ở tận thế thành, ở kiếm minh, hắn nói chiến, như vậy toàn thành sẽ theo hắn chiến tử. Đáng tiếc đây là Thiên Vân Thành, ở chỗ này, căn bản không có người nhận thức hắn. Hiện tại da mặt của Dương Diệp cũng tăng thêm chút ít,
không để ý, lập tức lại nói. 50 vạn tiên tinh thạch, các ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào không? Cái này ý nghĩa về sau các ngươi đều là đầy tớ, là nô lệ để bọn hắn lợi nhuận tiên tinh thạch, các ngươi kiếm được tiên tinh thạch đều phải giao cho bọn họ, các ngươi nguyện ý không? Đương nhiên không muốn. Lúc này, phía dưới đột nhiên có người gào thét. Không muốn. Không muốn. Rất nhanh, vô số người giống lên. Tiên tinh thạch là tài nguyên tu luyện của bọn hắn, muốn giao ra hết, cái này còn hung ác hơn muốn mạng của bọn hắn làm sao có thể nguyện ý. Nhìn thấy một màn này, xa xa đám người thiên ma chủ sắc mặt âm trầm lên. Lúc này, Dương Diệp quát. Đã không muốn, vậy theo ta làm bọn hắn. Ngoá. Sát. Trong thành, vô số người giận dữ hét lên, thanh âm bay thẳng thương khung. Thấy mọi người nhấc lên chiến ý, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ, cười nói. Nếu như hôm nay chúng ta bất tử, đáp ứng ta một sự kiện được không? Đế nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, nàng không rõ ràng lắm Dương Diệp muốn nàng làm gì, nhưng những cái này đã không trọng yếu. Lúc này, những cái kia kỳ thật đều không trọng yếu. Bởi vì nàng đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này, xa xa thiên ma chủ đột nhiên nói. Dương Diệp, không có người sẽ tới cứu các ngươi, cũng không có ai dám tới cứu các ngươi. Nói xong, thiên ma chủ cũng không nói nhảm, tay phải vung lên, hai thiên ma lang lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng âm u nhào tới Dương Diệp cùng đế nữ. Nhìn thấy hai thiên ma lang vọt tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, sau đó mạnh mẽ vạch quần áo trước ngực, gào thét. Cùng kỳ, đi ra ăn cơm. Hắn chấn định như vậy, tự nhiên là bởi vì mình còn có át chủ bài, cái át chủ bài này dĩ nhiên là cùng kỳ. Rất nhiều người đều cảm thấy thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, tiến triển cực nhanh, nhưng chính thức nhanh thật ra là cùng kỳ, thực lực của cùng kỳ tăng lên tốc độ mới là khủng bố. Không thể nói là tăng lên, phải nói là khôi phục. Cùng kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không biết, dù sao hắn biết cùng kỳ rất mạnh. Hiện tại coi như là đế nữ chỉ sợ cũng đã không chế trụ nổi nó, cũng chỉ có cường giả như manh nữ mới có thể áp nó một bậc. Về phần thực lực của nó đến tột cùng đến trình độ nào, cái này không trọng yếu, dù sao kêu nó đi ra là được rồi. Dù không thể diệt sát toàn trường, làm khiên thịt cũng tốt. Nghe được Dương Diệp nói, đám người thiên ma chủ cau mày, Dương Diệp còn có giúp đỡ. Không dám khinh thường, đám người thiên ma chủ đề phòng, đồng thời thần thức không ngừng đảo qua. Để ngừa có người tập kích. Nhưng qua không sai biệt lắm năm tức, trong chàng một chút động tĩnh cũng không có. Xa xa, Dương Diệp mặt không khỏi đen lại, cùng kỳ quá không nể tình a. Buồn cười. Lúc này, khóe miệng thiên ma chủ nổi lên vẻ mỉa mai, sau đó tay phải vung lên, hai thiên ma lang nguyên bản dừng lại lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng âm u vọt tới Dương Diệp. Giống. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên truyền ra tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ trong ngực Dương Diệp chui ra, đạo ánh sáng âm u này dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào hai thiên ma lang. Oanh! Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hai thiên ma lang bị chấn bay ra mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn về đoàn hắc quang trước mặt Dương Diệp, rất nhanh, hắc quang tán đi, cùng kỳ xuất hiện. Cùng kỳ giống như hai thiên ma lang, toàn thân tản ra khí tức hung ác. Bất quá cỗ hung ác này mạnh hơn hai thiên ma lang rất nhiều, còn càng thêm thuần túy. Hung thú. Người ở chỗ này đều có nhãn lực, khi thấy cùng kỳ, tuy không biết cùng kỳ đến tột cùng là huyền thú gì, dù sao hình dạng của cùng kỳ có chút quái dị, nhưng bọn hắn biết, cùng kỳ nhất định là một hung thú, hơn nữa còn là một siêu cấp hung thú. Có thể một kích đánh lui hai thiên ma lang, đây không phải siêu cấp hung thú là cái gì. Thần sắc đám người thiên ma chủ đều ngưng trọng lên. Bọn hắn không nghĩ tới trên người Dương Diệp cất giấu một hung thú, còn không phải hung thú bình thường. Mà hai thiên ma lang thì trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Nguy hiểm. Đây là cùng kỳ cho bọn nó cảm giác. Bất quá rất nhanh, kiêng kỵ trong mắt hai thiên ma lang hóa thành hung quang, hai thiên ma lang gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng âm u vào tới cùng kỳ. Hai thiên ma lang dù sao cũng có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Tự nhiên sẽ không bị cùng kỳ hù sợ. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt cùng kỳ hiện lên vẻ dữ tợn, hai cánh sau lưng nó dương ra, ngay sau đó cùng kỳ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hai con thiên ma lang, không có động tác hoa mỹ gì,
cùng kỳ bay thẳng đụng tới một con thiên ma lang. Mà trong mắt con thiên ma lang kia cũng thoáng hiện lệ khí, không có trốn tránh, tăng thêm tốc độ đụng tới cùng kỳ. Bành! Ở trong ánh mắt của mọi người, thiên ma lang cùng cùng kỳ va chạm bị đánh bay ra ngoài. Một kích đánh bay con thiên ma lang kia, cùng kỳ mạnh mẽ xoay người, sau đó một chảo đánh tới con thiên ma lang khác. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, con thiên ma lang kia bị chấn liên tục lùi lại, ở trên trán của nó có một rãnh máu dài đến gần nửa trượng. Bị cùng kỳ đánh bị thương, trong mắt con thiên ma lang kia thoáng hiện lệ khí, mặt cũng trở nên dữ tợn, trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng âm u, khi ánh sáng âm u xuất hiện, bộ lông của nó dựng lên, giống như trường châm, giờ khắc này thiên ma lang thoạt nhìn càng thêm hung ác, càng thêm dữ tợn. Cùng lúc đó, một con thiên ma lang khác cũng dựng lông, không chỉ như thế, hình thể của hai con thiên ma lang cũng gấp ba trước đó. Giống giống, không có chút nói nhảm nào. Hai con thiên ma lang ngay ngắn hướng phát ra rồi một đạo gào thét, sau đó hóa thành hai đạo ánh sáng âm u hướng phía cùng kỳ bắn mạnh tới. Cùng kỳ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vọt tới cùng kỳ. Hắn cùng với cùng kỳ liên thủ, uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật sẽ đạt tới một độ cao mới, muốn giải quyết hai con thiên ma lang, chỉ là sự tình hai đao. Nhưng cùng kỳ lại nhìn Dương Diệp quơ quơ chảo nói. Ta tự mình tới. Nói xong. Thân thể cùng kỳ dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh thân thể cùng kỳ ít nhất lớn gấp 5 lần. Sau khi biến lớn, hai cánh sau lưng cùng kỳ khẽ vỗ, hóa thành một đạo hắc quang đụng tới hai con thiên ma lang. Xuất thủ! Đúng lúc này, thiên ma chủ đột nhiên nói. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Mà đám người lão giả áo bào tím cũng không nhàn rỗi, nhao nhao vào tới Dương Diệp cùng đế nữ. Nhìn thấy mọi người vào tới. Đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Là ta liên lụy ngươi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ, hắn giữ chặt tay đế nữ, mỉm cười. Ta và người tầm đó, cần gì nói những lời này? Cũng phải. Đế nữ nhẹ gật đầu. Đám người thiên ma chủ đã càng ngày càng gần, tám cổ khí tức cường đại nghiền áp đến Dương Diệp cùng đế nữ, giờ phút này. Cho dù là kiếm ý niết bàn cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã sắp ngăn cản không nối tám cỗ khí tức cường đại. Ánh mắt Dương Diệp dần dần bằng lạnh, rất nhanh, ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trong tay trái. Thời điểm Dương Diệp muốn thúc giục ngân hà kiếm đồ. Giống giống. Xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng giống giận dữ, trong thanh âm mang theo dị thường thống khổ. Thiên ma chủ cả kinh, bởi vì hai tiếng giống giận dữ kia là của thiên ma lang. Đám người thiên ma chủ ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn, xa xa, lúc này hai con thiên ma lang đang bị cùng kỳ điên cuồng công kích, móng vuốt của cùng kỳ quá sắc bén hơn thiên ma lang rất nhiều, mỗi một lần vung chảo, sẽ để hai con thiên ma lang bắn ra cột máu. Kỳ thật thực lực của hai con thiên ma lang so với ma long ở Minh Ngục Đại Lục thì mạnh hơn một chút, nhưng ở phương diện phòng ngự, hai con thiên ma lang này kém xa ma long, mà cho dù là ma long cũng ngăn không được móng vuốt của cùng kỳ a. Cùng kỳ, không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng cũng mạnh, móng vuốt càng sắc bén vô song, tuy phòng ngự không phải đặc biệt mạnh, nhưng có tốc độ, người bình thường căn bản khó có thể làm bị thương nó. Nhìn thấy hai con thiên ma lang ở hạ phong, trong lòng đám người thiên ma chủ kinh hãi, mọi người nhìn nhau, rất nhanh, thiên ma chủ cùng lão giả áo bào tím thân hình khẽ động, vọt tới cùng kỳ, mà sáu cường giả thần giả cảnh còn lại thì giết về phía Dương Diệp. Đúng lúc này. Hai móng của cùng kỳ đột nhiên bắt được cái đuôi của một con thiên ma lang, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, cùng kỳ kéo thiên ma lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u lao về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người sửng sốt. Kể cả Dương Diệp cũng sửng sốt, cùng kỳ muốn làm gì? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cùng kỳ trực tiếp kéo thiên ma lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cứng ngắc, mà đúng lúc này, cùng kỳ lại từ trong ngực hắn chui ra. Sau đó vào tới con thiên ma lang khác. Nhìn thấy cùng kỳ vào tới, con thiên ma lang kia lập tức lộ hung quang, sau đó cũng vào tới cùng kỳ, bất quá lần này cùng kỳ lại không cùng nó cứng đối cứng, mà trực tiếp đường vòng ra sau lưng thiên ma lang, hai móng bắt được cái đuôi, như trước kia, cùng kỳ kéo thiên ma lang hóa thành một đạo hắc quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Trong tràng, tất cả mọi người bị một màn này làm hóa đá. Hai con thiên ma lang kia đi đâu? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Người khác không biết thiên ma lang đi nơi nào,
Dương Diệp tự nhiên biết rõ. Hai con thiên ma lang bị cùng kỳ đưa đến trong Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Khi con thiên ma lang thứ hai bị đưa vào Hồng Mông Tháp, cùng kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, giống như kiêng kỵ cái gì, không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Mà hai con thiên ma lang sau khi sửng sốt, cũng muốn giống như cùng kỳ ly khai, nhưng đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng không biết từ nơi nào đến, cỗ uy áp này giống như lăng không xuất hiện, sau đó trực tiếp đặt ở trên người hai con thiên ma lang. Bành bành! Ở dưới uy áp chấn áp, hai con thiên ma lang bị chấn bỏ trên mặt đất. Hai con thiên ma lang hoảng hốt, chúng ngẩng đầu nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cái gì cũng không có. Hai con thiên ma lang nhìn nhau, sau đó muốn đứng lên, nhưng đúng lúc này, uy áp lần nữa lăng không xuất hiện. Bành bành! Hai con thiên ma lang bị đè ép xuống, lần này uy áp lại không biến mất, mà một mực đè nặng hai con thiên ma lang, rất nhanh, hai con thiên ma lang lạnh run, phát ra từng tiếng kêu rên, trong thanh âm tràn đầy thống khổ, còn có một tia tuyệt vọng, đến cuối cùng còn có một tia khẩn cầu. Trong hiện thực, khóe miệng Dương Diệp dần dần nhếch lên. Ở bên ngoài, năng lực của Hồng Mông Tháp là có hạn, nhưng nếu như tiến vào trong Hồng Mông Tháp, đừng nói hai con thiên ma lang, coi như cùng kỳ cũng sợ. Phải biết cho tới nay, cùng kỳ căn bản không dám vào trong Hồng Mông Tháp, nó là dùng một loại phương thức đặc thù ký thác vào trước ngực Dương Diệp, mà không phải ở trong cơ thể. Vì cái gì? Trong Hồng Mông Tháp linh khí sung túc, nếu nó đi vào, chỗ tốt nhất định là rất nhiều. Nhưng nó không vào, bởi vì nó cũng sợ Hồng Mông Tháp. Nếu như là ở bên ngoài, Hồng Mông Tháp không có biện pháp làm gì nó, ít nhất hiện tại không có biện pháp, nhưng nếu như đi vào, nếu Hồng Mông Tháp nhằm vào nó, kết quả của nó sẽ như hai con thiên ma lang kia. Hiện tại Hồng Mông Tháp là địa bàn của ta làm chủ. Ngươi mang chúng đi đâu rồi? Trong tràng, thiên ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không có cùng thiên ma lang ký kết khế ước, cũng không có tư cách để cho hai con thiên ma lang thần phục, bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, bởi vậy lúc này thiên ma lang là chết hay sống, hắn căn bản không biết. Dương Diệp không cùng thiên ma chủ nói nhảm, hắn nhìn về phía cùng kỳ nói. Mượn lưng dùng một lát. Nói xong, hắn để cổ sao bên hông, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở trên lưng cùng kỳ, tay trái nắm sừng cùng kỳ, tay phải nắm chuôi kiếm bên hông, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người lão giả áo bào tím cùng thiên ma chủ. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.